Hello mấy chị ơi, vào xem like giùm em nha mấy chị nha. Vào xem like giùm em mọi người ơi. Chia sẻ like giùm em đi mấy chị ơi, em chào chị Sakavi ha. Rồi em chào chị Kim Chi luôn ạ. Hả? Em nhìn được đồ rồi chị ơi, ok nha. Ok Sakavi nè. Rồi mấy chị ơi, mấy chị nào mà vào xem like chia sẻ giùm em đi mọi người. Có áo dấu quần không chị? Áo dấu quần này em ơi, áo dấu quần hình như là, để chị xem coi, hình như là không có thì phải á. Hình như áo dấu quần không có, hôm sau mới có. Áo dấu quần hôm sau mới có, hôm nay không có áo dấu quần đâu. Hôm nay có set với đầm hả? Hôm nay có set với đầm với áo. Chị nào hả? Chị nào mà đòi muốn mua set thì hôm nay vô xem cái like này nha mấy chị yêu nha. Đó, hàng rẻ vừa đẹp luôn ạ. Chia sẻ live stream giùm em mọi người để em mặc cái đầm này cho con canh này coi. Rồi em like đầm trước nha mọi người, xếp đồ. Ủa lòng một DJ à? Cái gì? Lòng Quỳnh á. Hả? Lòng một DJ. Lan Quỳnh còn đây mà. Ủa không biết nữa. Coi sổ thử coi, anh ủi làm á. Xếp bộ đồ em nhận được rồi nha. Ok Ken Nguyễn ha, đẹp lắm, cảm ơn Ken Nguyễn nhiều nè. Đầu la là thấy hơn rồi, Ken Nguyễn ơi, hồi chiều có ai chốt hàng cho Ken Nguyễn chưa? Nếu mà có chốt gọi là đi đơn rồi nha Kim Nguyễn nha. Rồi chia sẻ bài mình với mọi người. Hôm nay như đầm cũng ít thì phải, hôm nay xếp thì nhiều. Để em xem thử coi ha. Rồi mọi người chia sẻ em đi nha mọi người ơi. Chia sẻ livestream em đi, đông đông xíu rồi em bắt đầu online luôn. Chị thấy em không thấy Quyền Quỳnh nha, Quyền Quỳnh ơi, em thấy chị Khuyên Tô luôn nè. Ủa quên nữa, hồi chiều em kêu để lại cái gói của gì mà anh không có để lại. Ừ. Chị nhận được đồ rồi, đẹp lắm em, cảm ơn chị Khuyên Tô nhiều nha. Rồi, anh thấy cái của gì chưa? Của gì đó. Hả? Thấy chưa? Xong, thấy gì chưa? Rồi em like cái đầm bí mật trước ha, hôm nay như đầm cũng ít đó mấy chị. Hôm nay là đầm cũng ít thì phải. Ừ hình như là vậy. Rồi em like đầm bí mật trước ha mấy chị yêu ha. Chế yêu nào vào xem like của em chia sẻ like giùm em đi mọi người ơi. Rồi mọi người ơi, mấy chị có xem rõ không, xem thấy nó tối tối vậy, đợi em xíu nha. Rồi mọi người ha, em bắt đầu like luôn nha mấy chị ơi, em bắt đầu like luôn nha mấy chị ơi nha. Cái đầm em mặc, cái đầm em mặc đây ạ, đầm em mặc là đầm yếm tay dài nha mọi người, chất bên trong là chất thun ha, nói chung là cái đầm này chất
của nó là chất thun nha mọi người, chất thun ha. Rồi ha, đầm này 60.000 một đầm nha mọi người nha, 60.000 một đầm, hơi bị xinh luôn á. Vải đẹp lắm, 55kg đổ xuống ok hết luôn nè. Đó, cưng chưa? Màu cái áo này là màu kem ha mọi người. Rõ đầm là xám ha. Rồi, màu em mặc là màu xám nha mọi người. Cái áo mặc là màu kem, em đọc màu này là màu kem xám nha mọi người, kem xám ha. Kem xám nè, 55.000 một đầm thôi, 60.000 một đầm, 55kg đổ xuống mặt ok hết nha mọi người. Màu em mặc là màu kem xám nha mọi người nha. Em chào chị Nam Lê nè, màu em mặc là màu kem xám nè. Để em, rồi, tại vì cái áo bên trong hình như nó có nhiều màu mấy chị, nên là em sẽ đọc cái màu áo bên trong nha mọi người nha. 60.000 một đầm, vải là vải thun đẹp lắm nha mấy chị nha nè. Cái chất của nó chất rất là dày luôn. Áo bên trong cái chất của nó là chất len nha mọi người nha. Áo bên trong chất của nó là chất len không mấy chị ha, nên là mặc cực kỳ thoải mái luôn. Còn cái chất bên ngoài là chất thun. 60k một đầm thôi, 55kg độ xuống ok hết nha. Rồi màu em mặc là màu kem nha mọi người. Rồi màu này màu xám nè. Màu này là áo xám nè, cái em mặc là kem xám ha. Rồi cái này kêu là màu xám nha mọi người nha. Màu xám nè, màu xám là áo xám bên trong. Rồi cái váy bên ngoài cũng màu xám luôn nha mọi người nha. Đó. Rồi cái này là màu đen. Màu này là màu đen ha mọi người ha. Màu đen nè, đen này là đen là nâu đen nè ha. Cái này là nâu đen nha mấy chị nha. Comment giùm em chữ nâu đen hay là áo màu nâu, váy màu đen. Áo màu nâu yếm màu đen kêu là nâu đen ha. Rồi cái này là màu xanh thôi mọi người. Cái này là màu xanh thôi mọi người ha. Màu xanh nè. Màu xanh. Rồi cái này là nâu xám nha mọi người nha. Nâu xám ha mấy chị ha. Nâu xám. Nâu xám. À lấy cái này chốt giùm em chữ nâu xám nha mọi người. Nâu xám ha mấy chị ha. Nâu xám. Rồi có nhiêu đó màu thôi, em đọc màu lại lần nữa nha. Màu này là màu xám ha mấy chị ha. Màu này là màu xám nè. Rồi cái mặt là màu kem nha mọi người, kem xám ha mọi người ha. Chị nào lấy cái màu em mặc thì cầm bên cho em chữ kem xám. Kem xám ha mấy chị ha, kem xám nè. Rồi cái này là màu xám thôi. Cái này là áo xám bên trong luôn. Cái váy yếm xám bên ngoài thì kêu là màu xám nha mấy chị nha. Màu xám, màu xám. Rồi cái này là nâu xám. Nâu xám này là cái áo bên trong màu nâu, cái yếm bên ngoài màu xám luôn ha. Gọi là nâu xám nha mọi người nha. Nâu xám. Rồi cái là nâu đen nè. Yếm bên trong là áo bên trong màu nâu ha. Cái yếm bên ngoài màu đen kêu là nâu đen nha mọi người nha. Nâu đen ha mấy chị ha. Nâu đen nè. Kêu cho mấy chị comment cho rõ ha. Không thôi là em để lộn mất công. Rồi màu này là màu xanh nha mọi người nha. Màu xanh luôn. Cái này thì riêng biệt có một cái màu xanh thôi. Màu xanh ha mọi người ha. Màu xanh, màu xanh. Rồi ai lấy màu thì comment giùm em màu đỏ luôn à. Em chào chị Lan Quỳnh ha. Rồi mấy chị ơi chia sẻ like giùm em đi mọi người ơi. Share like trên giùm em đi ha. Rồi à, share like xíu cho nó đông đông người coi xíu ha mọi người. Để em lên nhiều mẫu hot ha mấy chị ha. Rồi nha mọi người nha. 60.000, 55kg độ xuống là ok hết nha mấy chị nha. Màu em mặc là màu kem xám. Màu em mặc là màu kem xám. Nó có một cái dây. Nó có một cái dây. Cái dây này nè. Cái cọng dây dây nịt ở chính giữa eo luôn nha mọi người, để là mấy chị nịt lại á. Đó, rất là dễ thương luôn ha. 60.000 một đầm thôi, 55kg độ xuống mặt vừa hết. Mình nhé, sọc yếm nè. Sọc yếm cái mặt hả chị Nguyễn Họ Nguyễn Bông Hồng Xanh. Ok chị Nguyễn Bông Hồng Xanh ha, mấy chị lấy cùng mình màu kèm số điện thoại em mấy chị yêu ha. Chị mặc màu xanh em xem. Màu xanh để xíu mở ra cho coi ha, tại đang mặc cái màu em mặc rồi, đứng dậy mình xem đây nè chị gì? Chị Nguyễn Bông Hồng Xanh thôi đi ha. Cái mặt kêu là kem xám đó mọi người, tại vì cái áo bên trong là màu kem, cái đầm bên ngoài là màu xám, em kêu là kem xám ha. Chị nào lấy đầm em mặc thì comment em chữ kem xám nha. 55kg độ xuống mặt ok hết nha mọi người. Thấy em thấy chị này Nam Lê ơi, mấy chị ơi chia sẻ em đi mọi người. Nhớ bấm theo dõi cái nick Facebook của em ha mấy chị ha. Nhớ bấm theo dõi nick Facebook của em nha mấy chị ơi. Rồi, màu em mặc là màu kem xám ha mấy chị ha. Nguyễn Bông Hồng Xanh đấy cái em mặc đúng không? Mấy chị lấy comment màu kèm số điện thoại giùm em nè. Nguyễn Bông Hồng Xanh nè. Có đó 60.000 thôi à. Nguyễn Bông Hồng Xanh nè. Để em đọc lại màu lần nữa ha. Để em đọc lại màu lần nữa, tại vì cái này nó hơi bị nhiều màu á, nên là để em đọc màu lại một lần nữa để cho mấy chị coi nha. Màu em mặc là kem xám ha mấy chị ha. Cái mặt là kem xám nè. Rồi màu này là nâu xám, tại vì cái áo bên trong là màu nâu nha mọi người nha. Cái này là nâu xám nè. Nâu xám ha, áo màu nâu, cái yếm màu xám kêu là nâu xám ha mấy chiêu ha. Rồi màu này là màu xám thôi. Màu này là màu xám thôi nè. Đó, cái áo là màu xám luôn nên kêu là màu xám ha. 60.000 một đầm nha mọi người nha. Màu xám nó có mấy màu thôi, rồi màu xanh thôi. Rồi, kem xám, nâu xám ha. Kem xám, nâu xám, màu xám ha. Đây, màu xanh nè, với là một cái này nâu đen. Có một cái này là nâu đen thôi nha mọi người nha. Nâu đen ha, là áo màu đen nè. Rồi cái đầm yếm màu áo màu nâu, cái đầm yếm màu đen kêu là nâu đen nha mọi người nha. Có màu khác không em? Có màu khác chứ chị Kim Lợi ơi. Kim Lợi nè, em đang like đi ạ.
60.000 một đầm nha, vải đẹp lắm nha mấy chị nha. Yếm có màu đen không đây nè chị? Có yếm màu đen nè, nhưng mà cái áo thì màu nâu nha. Đó, yếm màu đen nè, áo đi màu nâu. Đó, dễ thương cực kỳ luôn nha mấy chị nha. Chị nào lấy comment giúp em luôn là 60.000 thôi, rất là dễ thương luôn nha. 55kg độ xuống là ok hết nha mọi người. Ủa. Mà cũng được cái hồ hoài chứ. Gửi quá. Giờ có giải quyết cho mình không? Có. Rồi ha mọi người ha. Cái mặt là nâu đen nha mọi người, nâu đen ha mọi người ha, nâu đen nè. Rồi màu kem xám nha mọi người nha, kem xám. Rồi màu này là màu xanh nha mấy chị ơi, màu xanh, màu xanh. Màu này là màu xám nha mọi người nha, màu xám nè, rất là dễ thương luôn mấy chị. Đầm này là 55kg độ xuống là ok hết, 60.000 một đầm thôi nha. Yếm bên ngoài đều là màu xám hết mấy chị ơi, nhưng mà có cái áo là áo màu khác thôi. Đó, áo này áo màu xám đây. Cái này áo màu xám luôn nè. Đây nè, đây nè chị Kim Lời ơi. Kem xám ok, Nguyễn Mai Thi nè, Nguyễn Mai Thi kem xám ha. Nguyễn Mai Thi kem xám nè, dễ thương lắm chị ơi, 60.000 thôi mà vải đẹp lắm á. Chị nào mà mua cái đầm này qua cái chiếc vải bên em á, mà cái chiếc này nè là bữa giờ nó ra rất là nhiều mẫu đầm luôn, nên là chị nào mà mua qua rồi là mấy chị đó sẽ biết cái chiếc ha, rất là ok luôn nha mọi người nha. 60.000 thôi, Nguyễn Mai Thi nè. Các chế lấy comment màu kèm số điện thoại kế bên giùm em nha mọi người nha. 60k một đầm ha mọi người ơi, 55kg độ xuống là ok hết. Đó, kem xám là cái em mặc ha. Nói chung là màu nào cũng đẹp hết, kem xám thì còn đúng một cái em mặc thôi mọi người ơi. 60.000 một đầm em mặc nha mọi người. Đó, chiếc của nó chiếc thun ha, có cái nịt ở đây luôn nè. Đó, có một cái nịt luôn nha mọi người. Rất là dễ thương. Còn cái áo bên trong á, áo này là chiếc len thôi mấy chị ha, chiếc len. Rồi, mọi mặt là kem xám nha mọi người nha. Kem xám này, màu này là màu xám. Màu xám nha mọi người nha, màu xám nè. Đó, nhớ là phải theo dõi kênh Facebook của em nha mọi người, màu xám ha. Chế nào lấy cái áo màu xám thì comment cho em màu xám luôn nha mọi người nha. Siêu đẹp luôn, chỉ có 60k thôi à. Rồi cái này là nâu xám đi ạ, nâu xám nha mấy chị nha, nâu xám này 60.000 một đầm thôi chị Thiên Hà ơi. Đầm này rất là rẻ luôn, nguyên một cặp chỉ có 60.000. Kem xám cho Thanh Trúc này ok nè. Rồi Thanh Trúc màu kem xám luôn là hết kem xám nha, em thử màu nâu xám cho mấy chị coi ha. Dễ thương lắm mấy chị ơi, lấy cho em set nào, set màu gì Thảo Lê? Set màu gì Thảo Lê ơi, Thảo Lê lấy set màu gì đi cho em xin cái màu nha Thảo Lê nha. Cái này của Thanh Trúc nè, đây để em thử màu gì quên bà nữa rồi. Màu xám cho mấy chị coi nha. Này cái này của Thanh Trúc nè, Thanh Trúc kem xám nè. Dễ thương lắm mấy chị, nói chung là màu nào cũng đẹp hết đó mọi người. 60.000 ha mọi người ha, 60.000 một cái xém như vậy thôi, tính ra là một cặp như vậy 60k là tính ra một cái nó chỉ có 30.000 thôi à, rất là rẻ luôn mấy chị yêu nha. Đẹp lắm. Này màu xám này nói chung là màu nào cũng đẹp hết đó. Nè này của Thanh Trúc nè. Mấy chị ơi, mấy chị comment nhớ cho em số điện thoại ha. Cho em số điện thoại chính xác xíu nha mọi người ơi. Số điện thoại mà không chính xác là em không có gọi mấy chị được á. Rồi em thử màu xám cho mấy chị coi nè. Chia sẻ livestream giùm em mọi người ơi, share livestream giùm em nha mấy chị nha. Share cho đông đông người coi xíu ha mọi người ơi. Màu xám nè. Đó đẹp chưa? Màu nào cũng đẹp hết ha. Màu xám đây. Đó, xin chờ ai lấy xám thì chốt cho em màu xám nha mọi người. 62kg mặt không vừa đâu, 35kg mặt ok nha. Tại vì ở đây nó có cái một dây nịt đó mấy chị. Nó còn một cái nịt đó nên là mấy chế ba mấy kg mặt vẫn ok luôn nha mấy chế nha. Mọi em mặc hết rồi chị ơi, em còn màu xám đây. Em còn màu xám đây nè, màu xám là màu em mặc nha. Nguyên một set 60.000 hơn Minh Khang ha. Đó, màu xám là màu em mặc, em chào chị Dâu Ngọc nè. Màu xám là màu em mặc nha, xám này ạ. Rồi cái này là màu nâu xám nè. Nâu xám thôi mấy chị ha, nâu xám. Xám là cái em mặc, cái này là nâu xám đây, nâu xám ha. Rồi cái này là nâu đen nha mọi người nha. Cái áo màu nâu nhưng mà cái yếm bên ngoài màu đen. Đó, cực kỳ đẹp luôn mấy chị ơi. Rất là dễ thương luôn nha mọi người. Chị nào lấy đi comment em nha, vải đẹp lắm mấy chị. Mấy chị ơi, vải rất là đẹp luôn mà chỉ có 60.000 thôi. Cái này là nâu đen nha mọi người nha. Đúng rồi. Nâu đen nè, nâu xám ha. Nâu đen, nâu xám nè. Rồi cái mặt là màu xám nha mấy chị nha. Màu xám 60k, màu này là màu xanh mọi người. Màu này là màu xanh nha mọi người, màu xanh ha. 55kg mặt vừa không em, 55kg mặt vừa ha. Hồ Minh Mẫn màu xám nha, ok nè. Hồ Minh Mẫn xám cho em số điện thoại nha Hồ Minh Mẫn ơi.
Đúng rồi, phải cho dây nịt chứ, không có dây nịt sao mà sao cái đầm đẹp được đây, yên tâm nha. Hồ Minh Mẫn, cho em số điện thoại nha, Hồ Minh Mẫn nha, 60.000 một đầm thôi nha mấy chị yêu. Hồ Minh Mẫn này. Rồi Hồ Minh Mẫn cho em số điện thoại nha. Đúng rồi, màu em đang mặc là màu xám á, tại vì em đọc cái màu áo nha mấy chị ơi, đọc cái màu áo ha. Đó, dễ thương cực kỳ luôn, nãy giờ em đứng dậy ba biết bao nhiêu lần rồi đó chị Kim Lời ơi mà chị không thấy hả. Hồ Minh Mẫn cho em số điện thoại nha, Hồ Minh Mẫn nha, Hồ Minh Mẫn cho em số điện thoại. Rồi màu em mặc là màu xám nha, ai lấy xám thì chốt cho em màu xám luôn, màu xám màu xanh ha mọi người ha, màu xám màu xanh rồi nâu xám nha mọi người, xám xanh nâu xám, cái này nâu đen không mấy chiêu ha, nâu đen này rất là đẹp luôn mấy chị ơi, dễ thương lắm luôn á. Nhớ là phải cho em cái số điện thoại chính xác nha mọi người nha. Minh Khang xếp này ok nè, Minh Khang màu xám ha, Minh Khang cho số điện thoại luôn nha Minh Khang ơi. Minh Khang nè, trên số điện thoại nha Minh Khang nha, 60k ha. Rồi Minh Khang xám nè, Thuy Nguyên xám ok nè, Thuy Nguyên cho số điện thoại luôn rồi hết xám luôn nha. Thuy Nguyên xám là hết xám luôn, Thuy Nguyên cho em số điện thoại nha. Rồi Thuy Nguyên xám là hết xám luôn, em còn nâu nè. Em còn màu nâu nè mọi người ơi, còn màu nâu đi ha. Đây em lên nâu cho mấy chị coi nha, em còn nâu xám nè. Mấy chị lấy hàng cho em số điện thoại, mấy chế có số điện thoại ha, mới được chốt đơn hàng được nha mọi người, không có số điện thoại là không chốt đơn được đâu mấy chế ơi. Cho em số điện thoại đi mấy chế ơi. Comment màu kèm số điện thoại kế bên giùm em mọi người. Thuy Nguyên với nãy ai? Minh Khang đó, Thuy Nguyên với Minh Khang nè, cho số điện thoại đi nha, Thuy Nguyên Minh Khang nha. Đây nè. Đẹp lắm mọi người ơi, chia sẻ like stream giùm em đi mọi người, em thử màu nâu cho mấy chị coi nha, rất là dễ thương luôn. Đầm này cái vải dày dặn lắm nha mấy chị yêu nha, vải rất là dày dặn luôn, 60.000 thôi. Này màu nâu nè. Đây nâu đây, đó 55 kg độ xuống. Ok, đầm này hết nha, màu nâu đi ạ. À. Đó nâu đây mọi người, mấy chị về mà không thích cái lịch này mấy chị có thể mua một cái lịch bản to mọi người thắt vô cũng ok nữa ha mấy chị luôn ha. Đó nâu nè mọi người, đó rồi ai lấy comment giúp em luôn, mọi mặt là màu nâu thôi mọi người ha, nâu. Đó cưng chưa? Mọi mặt là màu nâu không mấy chị ha, màu nâu này, đó dễ thương chưa? Rất là đẹp ha mọi người ha. Siêu đẹp luôn, mặc vô là phải chỉnh chỉnh lại cho nó đẹp xíu. Rồi 60.000 ha. Rồi mọi mặt là màu nâu nha mọi người nha, màu nâu ha, nâu xám, cái mặt là nâu xám, cái này nâu đen nè, cái này là nâu đen nha mọi người nha, cái mặt là nâu xám ha, 60.000, 55 kg độ xuống ok hết. Cái áo bên trong là chất len nha mọi người nha, nên là mặc rất là thoải mái luôn mới chịu nha. Xếp xanh cho Thanh Lọc Đặng ok nè, Thanh Lọc Đặng màu xanh này ha, Thanh Lọc Đặng màu xanh nè, Thanh Lọc Đặng màu xanh này, 60k một cái yếm này thôi mọi người, 60k một cái yếm thôi. Nãy giờ chị nào chưa cho em số điện thoại thì cho em điền số điện thoại đi nha. Rồi màu em mặc là màu nâu nha mọi người, nâu xám ha, em còn nâu xám với nâu đen thôi, cái này là nâu đen nè, ở đây cái này là nâu đen ha. Rồi cái mặt là nâu xám nha mấy chị nha, 60.000, ai lấy màu gì comment giùm em màu đó liền đi nè, rất là dễ thương luôn nha mấy chị ơi, 60.000 thôi, chất vải cực kỳ ok luôn mọi người, chất vải rất là đẹp nha mọi người nha, siêu dễ thương luôn á, 60k thôi nha. Mọi mặt là nâu xám á, màu này nâu đen nha mấy chị nha, nâu xám với nâu đen hai màu nha mọi người. Đây rất là dễ thương luôn, ai lấy comment giúp em là còn đúng ba cái thôi là hết rồi nha mọi người nha, đúng ba cái thôi là hết rồi mấy chị ơi, 60k, 60k, chia sẻ like stream giùm em đi mọi người ơi, chia sẻ like giùm em ha mấy chị yêu ha, chia sẻ ra. Có đồ nam không á, không có đồ nam đâu chị ơi, có đồ nữ thôi. Rồi ai lấy màu xám thì chốt giùm em, ấy màu nâu chứ lộn, ai lấy màu nâu comment giùm em màu nâu nha mọi người nha, nâu xám ha, nâu xám, nâu xám hai cái nè, nâu đen một cái nè, em còn nâu xám với nâu đen thôi nha mấy chịu nha, 60.000 thôi nha mọi người, 60.000 một đồng thôi nha mấy chịu nha, 55 kg độ xuống mà ok hết nha mọi người nha. Chị nào lấy comment giúp em đầm em mặc luôn, chất cực kỳ ok luôn, chất là khỏi chê ha, chất là chất thun ha, coi dẻ nha mọi người, nó là giống như là vải thun mà rất là dày dặn luôn mấy chị, thun á, rất là dày luôn nha, không có thua gì hàng xịn đâu mấy chị ơi. Còn cái áo này nha mọi người, áo này chất của nó là chất len ha, len mỏng mỏng nè, mặc rất là thoải mái luôn nha, mỏng, nó nói mỏng chứ nó không phải là nó mỏng mỏng như tàu lá lúa đâu nha mấy chị nha. Đó nên là hả, mặc rất là thoải mái, rất là ok luôn. Đây là màu xanh đây nha chị, đó xanh đây ha, cho mình bộ nâu xám ok, chi linh nè, chi linh nâu xám nè,
chi linh nâu xám này ha. Mấy chị lấy comment giùm em màu kèm số điện thoại em ha mọi người. Đây chi linh nâu xám này rất là dễ thương mấy chị ơi. Rồi em còn một cái nâu xám, một cái nâu đen ha, bội mặt 55kg độ xuống vừa hết chị ơi. Giao hàng khắp nơi luôn hả chị? À, đúng rồi. Có màu khác, có màu khác chị, còn có màu đây nè, màu xanh này chị Thanh Lộc Đặng ơi, màu xanh đi ha, màu xanh áo màu xám. Đó. Dễ thương chưa? Rất là đẹp ha. Chị Thanh Lộc Đặng lấy đi cho số điện thoại nha. Đây màu này là màu xanh đi mọi người. Hả? Cho rồi hả? Tao màu xanh đi ha chị ơi, vải đẹp lắm, vải rất là dày luôn nha mọi người, nó có độ thun nhẹ ha. Hồ Minh Mẫn xám để em nha chị. Xám để rồi mà, Hồ Minh Mẫn nãy để xám cho Hồ Minh Mẫn rồi mà. Rồi chị nào mà em có đọc tên, em có chốt tên là có hết rồi đó mấy chị ơi, là yên tâm thôi mấy chị ha. Rồi em còn một cái màu nâu nha mọi người ơi. Em còn một cái nâu nè, nâu ha mọi người ha. 60.000 nha, 60.000 một cái 60.000 một cái gì? Cái yếm em mặc ha. Cái này của Thanh Lộc Đặng nè. Đây có nào nâu, có nào nâu đen thôi ha, có nâu đen thôi nè. Thanh Lộc Đặng nè. Chị lấy bộ em đang mặc ok chị Kiều Liên nha. Kiều Liên cứ lấy cái em mặc ha. Rồi cái đầm em mặc là hết luôn nha mọi người. Em còn cái nâu đen thôi nè mấy chị ơi. Chị nào lấy chốt giùm em luôn đi. Em còn cái nâu đen thôi nha. Chị đứng xem mẫu chị mặc à. Ồ, đây là cánh đồng tuyết ơi, dễ thương lắm nha mọi người. Nhưng mà còn đúng một cái màu nâu đen thôi. Đây nè. Cái này là nâu đen nè. À lấy nâu đen comment giùm em nâu đen ha mấy chị ơi ha. Cái phần của nó đồng phơm suông như vậy nha mọi người. Cái phơn của nó là suông như vậy nè. Rồi mấy chị thắt nịt vô. Đó nâu đen thí dụ, nhưng mà nâu đen là mặc lên nó cũng giống như cái em mặc luôn. Đó nhưng mà nó là nâu đen thôi, áo màu nâu, cái yếm màu đen nha mọi người nha, 60k. Rồi còn đúng một cái nâu đen thôi. Ai lấy nâu đen thì chốt nhanh giùm em chữ nâu đen luôn nha mọi người nha. Nâu đen cũng có dây nịt luôn mấy chị. Áo thì màu nâu luôn ha, cái yếm thì ở ngoài là khác màu thôi, cũng rất là dễ thương luôn mấy chị ơi. Đẹp lắm, phải rất là dày dặn luôn nha mọi người. Rồi ai lấy comment giùm em nha, nâu đen nha mấy chị nha. Nâu đen 60.000 một cái yếm em mặc thôi nha mọi người. 60.000 một yếm em mặc nha. Ai lấy thì comment giùm em à. 60k nâu đen à. Hơi bị đẹp luôn nha mọi người nha. Rồi cái này cái nâu đen có ai lấy không? Ai lấy nâu đen thì chốt nâu đen giùm em nha mọi người ơi. 60.000 ha mọi người ha. Dễ thương lắm luôn mấy chị. Rất là dễ thương nha mấy chị ơi. Rồi em qua mẫu nha mọi người nha. Qua mẫu luôn nè. Kiều Liên cái mặt này. Rồi lên set cho mọi người ha, lên set đây. Chị nào lấy cái nâu đen cùng mình nhiều nâu đen ha, 60.000 nha Doanh Phạm ơi, 60.000 một cái đầm em mặc thôi ha chị ơi. Thúy Nga Ngô ơi, chị lấy nâu đen hả? Cho em số điện thoại đi Thúy Nga Ngô. Thúy Nga Ngô cho em số điện thoại ha chị ha. Rồi em qua mẫu luôn nha mấy chế ơi, chia sẻ bài giùm em đi nha mấy chế nha. Share bài giùm em đi mọi người. Gì? Đã có xe, không có xe đâu. Chưa xe chưa? Để gọi. Gì gọi á hả? Rồi cái là cái bộ em mặc nha mọi người nha, cái bộ em mặc đây ạ. Bộ em mặc nha mọi người nha. Đó, rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Có một màu thôi nha mọi người, bộ này tầm ai? Thúy Nga Ngô lấy hàng cho em số điện thoại nha Thúy Nga Ngô nha. Thúy Nga Ngô lấy hàng cho em số điện thoại nè. Chị nào lấy hàng cho em số điện thoại nha, chị Thúy Nga Ngô em chốt cho chị rồi đó, cho em số điện thoại đi nha chị ơi. Rồi bộ mặt là 70.000 nha mấy chị nha, 53kg độ xuống mà ok, 70k nha một màu thôi mấy chị ơi. 70.000 một bộ ha. Bộ set con báo hồng nè, rất là dễ thương luôn mấy chị ơi, có một màu thôi nha mọi người nha. Áo hồng quần đen ha mấy chị ha. Rồi 70.000, ai lấy đi comment giúp em luôn ạ. 70. Đây nè. Rồi ai lấy thì comment giúp em nha mọi người. Xét nha mọi người ha, xét nè, rất là dễ thương nha mấy chị nha. 60.000 ơi, 70.000 một bộ nha mọi người nha. Xét báo ha, xét báo hồng nha mọi người nha. Xét báo hồng 70.000 một bộ ha. Chị cho em xem váy vừa chị mặc.
váy hồi nãy hết rồi chị Doanh Phạm ơi, váy hồi nãy em mặc hết rồi nha. Rồi ai lấy cái set em mặc thì chốt giùm em set em mặc luôn nha mấy chị nha. 53 kg độ xuống mặt ok nha mọi người nha. À, cái gì ta, 70.000 ha, 53 kg độ xuống mặt ok, 70.000 một set, ai lấy đi comment em ạ. Hơi bị xuất sắc luôn nha mọi người, dễ thương lắm luôn nha mấy chị nha, đỏ đẹp lắm, cưng chưa ạ. 70.000 nha mọi người nha, 53 kg độ xuống mặt ok, ai lấy comment giúp em nha mấy chị yêu ơi, chị nào lấy comment giúp em luôn nha mọi người nha. Rất là đẹp luôn, 53 kg độ xuống mặt ok nha, một màu nhất luôn nha mấy chị ơi, chất rất là ok luôn, ai lấy đi comment giúp em luôn ạ. À, nè chất là thun nè, rất là dày dặn nha mọi người nha, đó dễ thương lắm. Cái quần nó có hai cái viền sọc ha mọi người ha, quần là hai cái viền sọc có bo ống luôn mấy chị ơi. Em là em 55 kg nha mấy chị, em một cao 1m62 nha, nhưng mà hả, nhưng mà chị cái xếp này tầm 5 chị nào mà 53 kg độ xuống là mặc ok thôi. Áo phòng có một khác không chị, cái này là nguyên một bộ nha Doanh Phạm ơi, nguyên một set đó luôn, áo luôn là 70.000 nha. Cái này vải thun, cái này vải thun nha Ngọc Anh ơi, vải thun da cá, nhưng mà thun da cá này mịn lắm, nó nhìn giống như là chiếc cô tông luôn á. Thun này hồi nãy tưởng nó là cô tông á, tại vì cái chất của nó rất là mịn, nhìn không có biết là hả, không có biết là hả, giống như là mình không có nhìn cái sớ vải thì mình không có biết nó là chiếc da cá đâu. Thì cái chất của nó rất là mịn ha, rất là mịn luôn, đẹp lắm. Có 70.000 thôi à, chất cực kỳ ok, 53 kg độ xuống mà ok ha. Có quần legging không ạ? À? Có quần legging nha chị Nguyễn Hạnh ơi, có quần legging luôn ha. Đó, rồi ai lấy set em mặc thì chốt em nha mọi người nha, 75.000 một set báo hồng, rất là dễ thương luôn nha mấy chị yêu, 70.000 thôi à, đẹp cực kỳ luôn. Em lấy set gì mà ok hạt dẻ nè chị ơi, mua có mức ship không ạ? À? Có mức ship chứ Phạm Ngân ơi, em bán bộ có mấy chục ngàn à, ship tỉnh đồng giá 35.000 nha mọi người nha. À, bao nhiêu sản phẩm cũng ship có 35.000 thôi ha, em bán rẻ lắm mấy chị yêu ơi, là không tính ship là thôi luôn rồi đó, là khỏi bán luôn. Rồi hạt dẻ cho em số điện thoại này hạt dẻ ơi, hạt dẻ cho em số điện thoại nè. Set này dễ thương lắm mấy chị ơi, em nói thiệt có set này rất là dễ thương chứ vải cực kỳ ok luôn mọi người. Mặc vô cái chiếc vải của nó không có không hề bị ngứa nha, mặc rất là thoải mái luôn. Hạt dẻ nè, có màu khác không chị? Có một màu à Minh Ngọc ơi, cái bộ này nó có một màu thôi, set bó hồng thì nó có một màu thôi. Đây nè, đó nó chỉ có một màu thôi ha, áo hồng quần đen thôi ha. Set báo ok, hoa nắng nè, hoa nắng set báo nè. Chị nào lấy set báo thì chốt liền em cho set báo nha mọi người nha. Set này rất là dễ thương quá chị. Hạt dẻ cho số điện thoại nha. Hạt dẻ cho số điện thoại nè, góc khuất nè, một set cho số điện thoại luôn, 70.000 một set thôi. Mấy chị comment màu kèm comment set, set báo cùng kèm số điện thoại giùm em nha mấy chị ơi. Nè hạt dẻ chưa cho số điện thoại nè, chị mấy chị không có số điện thoại là không có chốt hàng được đâu nha. Góc khuất một set thì cho số điện thoại luôn nha góc khuất ơi. Góc khuất nè, góc khuất một set thì cho số điện thoại luôn, set này chỉ có 70.000 thôi, tầm 53 kg độ xuống là mặc ok ha. Đó góc khuất một set nè, rồi pin Nguyễn set nè, ok pin Nguyễn luôn nè, pin Nguyễn có số điện thoại luôn nè. Đó dễ thương cực kỳ luôn mọi người, 70.000 một set không ha mọi người ha. Xinh lắm mấy chị ơi, mấy chị nhớ theo dõi cái nick Facebook giùm em nha mọi người nha, nhớ theo dõi nick Facebook giùm em ha mấy chị yêu ha. Có màu khác không chị, màu đen như chị có không? À set này nó không có màu đen người đẹp ơi, set này có một màu hồng thôi. Qua liên set này ok nè, qua liên set nè, 70.000 một bộ ha, qua liên set nè. Như bộ em có giãn không em, mặc có bị ngứa không em? Mặc thì không có bị ngứa nha chị, nó có độ thun, nó giãn thì giãn nhẹ thôi ha. Cái này là thun ha, giãn thì giãn nhẹ thôi chị ơi. Cái set này tầm 53 kg độ xuống mà vừa, hồi nãy em có nói là ngứa thì nó không có bị ngứa đâu nha chị. Tại vì hồi lúc em mặc vô em tưởng nó là chiếc cô tông không à, mà thực sự rờ thì cũng không biết là chiếc da cá luôn, nhưng mà nhìn vô cái sớ vải thì nó là vải da cá, nhưng mà cái vải da cá này rất là mịn mấy chị ơi. Da cá bên em là da cá loại 1 nha, em chắc chắn 100% một điều là nó không ngứa nha mọi người. Hàng mà ngứa là em không có bán đâu mấy chị, nên là mấy chị yên tâm nha. Rồi ai lấy set báo em mặc nữa thì comment giùm em nha. Chị nhận đồ hôm thứ bảy rồi, đẹp vừa lắm. Em cảm ơn chị Trang Nông nhiều ha. Rồi ha mọi người, ai lấy set báo em mặc nữa thì chốt giùm em ha. Chỉ có 75.000 thôi mọi người ơi, rất là thoải mái luôn mấy chị. Mặc là không hề bị ngứa nha, này cho mấy chị coi cái sớ vải này, sớ vải cái sớ vải như là sớ nhung luôn đó mấy chị ơi, rất là mịn. Nè, chất cực kỳ mịn luôn nha mọi người nha. Bảo đảm mấy chị luôn, set này là mặc không hề ngứa như mấy chị yêu nha. Đó cái quần nhìn thôi là cũng ngon rồi. Đó cái quần này bình thường em bán là đã 50.000 rồi, mấy chị mua một set này có 70.000 là quá lợi luôn. Rồi còn nhiều set lắm nha mọi người, chị nào mua set nào thì hả đợi giùm em nha. Bộ này 70.000 thôi viên đá nhỏ ơi, chị nào lấy thì chốt giùm em set báo luôn ha mọi người ha. Còn có vài set thôi là hết rồi. Đó cái này in, nhưng mà cái in của nó là in 3D luôn nha mọi người nha. Cái này cái giảm như là cái sọc như vậy rồi nó vẽ lên thôi, nó vẽ lên rồi nó tô màu lên thôi nè. Cái nó không có như là in dạng dính dính á, không có ha. Cái set này mặc thoải mái lắm luôn. Cái mặc là 70.000 một bộ này, set bó hồng cho Thúy Diễm nè, ok nè. Thúy Diễm set bó hồng nè. 60 kg mặc không vừa đâu chị ơi, 53 kg độ xuống thôi. Thúy Diễm nè, mấy chị nhớ nghe rõ số ký giùm em rồi hãy comment giúp em nha mấy chị nha.
70.000 một bộ ha. Có set nào mà không bo gấu không chị? Hình như set đa số nó bo gấu nhiều á. Liên Diệu ơi, đa số là nó bo gấu nhiều. Bữa nào mà em về hả, set không bo gấu, có mấy chị kiếm set bo gấu đó, nên là hả cũng khó lắm luôn. Thường thường là đa số nó set bo gấu nhiều lắm. Set báo cho Tuyết Đỗ nè, kênh nè, Tuyết Đỗ cho số điện thoại luôn ha. Mấy chị ơi, mấy chị lấy set này comment set báo kèm số điện thoại em nha mọi người nha. Tuyết Đỗ hình như là có đó, Liên Diệu thích mà em không biết nó nằm ở chỗ nào, mà không biết mẫu nào nữa, hình như là có đó. Rồi, em ở quần 11 nha, Tâm Hiếu một set nè, ok nè, Tâm Hiếu một set nè. Em ở quần 11 ha mấy chị luôn ha. Tâm Hiếu một set nè. Có rồi mà, có chốt cho hạt dẻ rồi á, chị nào mà em có đọc tên là có hết rồi nha mấy chị ơi. Có đọc tên là có hết rồi đó, mấy chị có nghe em nói không? Cái gì quên rồi, Tâm Hiếu một set nè. Rồi em còn hai set thôi nha mọi người. Tuyết Đỗ lấy set này cho em số điện thoại nha Tuyết Đỗ ơi. Tuyết Đỗ lấy set này cho em số điện thoại đi chị ơi. Đó, dễ thương lắm nha mọi người nha. Có 70.000 một set thôi mọi người. 70.000 một set thôi mấy chị nha. À, lấy comment em luôn, 70.000 một set em mặc 53kg xuống mặt, ok. Đây, đứng lên cho mấy chị coi nha, còn đúng 2 set thôi là hết rồi nha mấy chị. Còn đúng 2 set thôi là hết rồi nha mọi người nha. Đây, ai lấy giùm em, ai lấy thì comment giúp em nha mấy chị nha. Đó, quá đẹp luôn nè mấy chị ơi, rất là dễ thương luôn nha mọi người. 2 set thôi là hết rồi ha mấy chị ha. Đó, đẹp lắm luôn. Đầm bò treo bao nhiêu? À, đầm bò treo này 55.000 ha chị ơi, 55kg xuống mặt vừa luôn. Hôm nay không có dung zoom nha chị Hoa Thu Giáp ơi, tại vì dạo này zoom nó ít có ra lắm. Nhưng dạo này ở trên sự nó ít có ra lắm ha. Rồi ai lấy set em mặc nữa thì chốt giùm em nha mấy chị nha. Còn đúng 2 set báo hồng nữa thôi là hết rồi mấy chị ơi. 53kg xuống ok nha. Rất là đẹp mấy chị ơi, thiệt luôn á. Rất rất là đẹp. Dễ thương cực kỳ luôn mọi người. Chị nào lấy comment giúp em thôi mọi người ha. Rồi qua mẫu luôn. Không bo gấu hả chị, để em xíu nha. Em không biết là mẫu nào nó không bo gấu thôi đó, thật sự luôn. 40kg mặc vừa nha siêu quậy. 40kg mặc ok ha chị ha. Tại vì hàng thì về nhiều lắm, nhưng mà bây giờ kiếm mà cái set mà không bo gấu là em không biết nó nằm ở chỗ nào luôn á. Set lấy set gì mà ok, Lê Quỳnh Tuyền nè, Lê Quỳnh Tuyền chăm số điện thoại nha. Rồi em còn một set thôi nha mọi người, Lê Quỳnh Tuyền chăm số điện thoại luôn nha chị yêu nha. Mấy chị ơi, xe bài em đi mọi người ơi, nhớ bấm theo dõi cái nick Facebook của em nha mọi người. Cái này của bộ em mặc 70.000 nha Hùng Trần ơi. Lê Quỳnh Tuyền nè, Lê Quỳnh Tuyền chăm số điện thoại nè. Lê Quỳnh Tuyền trên số điện thoại nha. Rồi em còn đúng một bộ em mặc thôi đó mấy chị. Em còn đúng một bộ em mặc thôi nha mấy chị yêu nha. Còn đúng một bộ một luôn mấy chế ơi. Chế lâu nãy thì chốt giùm em luôn nha. Nhanh tay chốt giùm em đi ạ. 70.000 thôi mọi người. 70.000 một set em mặc thôi. Set báo hồng mọi người ha. Chất hơi bị đẹp luôn. 70.000 một set thôi chị Nhã Vi Thiều ơi. Nhã Vi Thiều gì nè. 70.000 một set thôi nha. Rất là đẹp. Còn đúng một set một em mặc thôi mọi người. Đó. Em chào chị Thị Hương Hà. Set này không có túi. À, mấy chị ơi nhớ bấm theo dõi cái nick Facebook giùm em nha mọi người nha. Chia sẻ like stream giùm em đi mọi người. Rất là dễ thương luôn nha mấy chị nha. 70.000. Rồi còn đúng một set. Màu set ok chị Nhã Vi Thiều nè. Nhã Vi Thiều chăm số điện thoại luôn nha chị yêu nha. Nhã Vi Thiều chăm số điện thoại luôn ạ. Rồi em qua mẫu đây. Ui giời ơi, set nhung nè mấy chị ơi. Set nhung quá đẹp luôn. Rồi lên mẫu nha. Set này không, à set này cũng có bo rồi. Xin thì cũng có bo gấu luôn rồi. Nhã Vi Thiều cho em số điện thoại. Rồi hết rồi chị Hùng Trần ơi. Nhã Vi Thiều này cho em số điện thoại đi chị Nhã Vi Thiều ơi. Nhã Vi Thiều cho em số điện thoại ha chị ha. Rồi set này nha mọi người ơi. Set này set tay dài nha mấy chị nha. Set nhung nguyên một set luôn, cực kỳ đẹp nha. Set này 75.000 nha mấy chị nha. 75.000 một set, rất là đẹp luôn. Cái này xếp nhung nha mọi người nha. Hơi bị xuất sắc luôn ạ. À. Rồi xếp này 53kg xuống mặt ok luôn á chị ơi. 53-54kg xuống mặt vừa luôn nha. 53-54kg xuống mặt vừa. Ai lấy xếp nhung thì chốt xếp nhung giùm em. Xếp này cũng có bo gấu luôn á chị ơi. Vải đẹp lắm nha. Nhung nè. Nè chất nhung cực kỳ mịn luôn nha, 75.000 một set nha mọi người ơi, 75.000 một set bao đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nha mấy chị yêu nha. Rồi ai lấy set nhung thì chốt set nhung giùm em luôn ạ. À. Quần nè, trời ơi đẹp chưa? Form quá đẹp luôn, 54 kg độ xuống mà ok cái mẫu này luôn nha mọi người nha. Chị nào cao cao 1m6 thì 55 kg độ xuống mà ok nha mọi người. Đẹp quá mấy chị ơi, 75.000 thôi nha mọi người nha. 75.000 một set bao xuất sắc luôn. Đó, set nhung cực kỳ đẹp luôn mọi người. Quá đẹp luôn mấy chị yêu nha.
Đây à, trời ơi, quá xuất sắc luôn, không có túi. Đa số mấy cái set này không có túi đâu, set đẹp lắm mấy chị ơi. Đây nè, chất cực kỳ ok luôn mọi người nha. Chỉ có 75 ngàn thôi, set này là em lấy được cái giá cực kỳ mềm luôn mấy chị ơi, nên là em bán cho mấy chị giá rất là mềm luôn nha mấy chị nha. Chỉ có 75 ngàn một set thôi mọi người. Bình thường á mấy chị, nhung á một cái áo form, áo giấu quần không là em bán đã 65 ngàn rồi mấy chị ơi. Không có cái set nhung nào mà nó rẻ cái set này đâu, em nói thiệt á. Mấy chị thử đi, hỏi thử coi không có ai bán cái set nhung này mà 75 ngàn đâu nha. Nhã Vi Thiều có lấy này cho số điện thoại này. Chị Nhã Vi Thiều ơi, mấy chị lấy hàng comment màu kèm số điện thoại giùm em nha. Lan Lan lấy set nhung này cho số điện thoại này. Lan Lan ơi, mấy chị không cho em số điện thoại này không có chốt đơn được đâu. Cho số điện thoại kế bên giùm em, 75 ngàn thôi nha mọi người nha. 75 ngàn một set, 75 ngàn một set nha mấy chị nha. Lan Lan set nhung cho em số điện thoại nè. Lan Lan xếp nhung trên số điện thoại ha mấy chị ha. Lan Lan xếp nhung nè. Rồi Nam Lê nhung trên số điện thoại luôn đi chị Nam Lê ơi. Nam Lê nhung nè. Không có đầm baby doll nha. Lan Nam Lê nhung cho số điện thoại luôn nè. Rồi ai lấy xếp nhung nữa thì chốt giùm em xếp nhung nha mọi người nha. Có những màu gì em có một màu đen thôi chị Lan Lan. 47kg 1m45 mặc mặc vừa không sợ bị dài chị ơi. 47kg 1m45 hả? Cái này thì chắc cái quần của nó hơi dơ. Nhưng mà nó có bo chị ơi, nó có bo dưới đây nè, nên là có dài cũng không, nó dài cũng không có dài lắm đâu chị. Đó, rất là dễ thương luôn thôi chị ha. Cái này nếu mà dài chị gái có quần cao lên xíu, tại nó là lưng cao á. Xếp báo hồi nãy em còn một set đó, chị Hùng Trừng ơi, chị còn đó không chị? Hùng Trừng ơi, chị còn đó không? Em còn một set nè, có ai lấy xếp báo này không mọi người? Có ai lấy xếp báo này không mọi người? Em còn một set báo ha. Chị Vương Anh Chi Vách ơi, chị muốn hỏi cái gì chị vô inbox hỏi giùm em nha chị nha. Ở trên em không có trả lời sĩ đâu nha chị Vương Anh Chi Vách. Rồi ha, rồi ai lấy thì ai lấy set báo hồng, chốt set báo hồng giùm em nha mọi người nha. Rồi ha mọi người, ai lấy set nhung nữa thì chốt set nhung giùm em nha mấy chịu nha. Xin nguyên một set chỉ có 75 ngàn thôi mấy chị ơi, có một màu đen thôi. Lan Lan với Nam Lê nè mấy chị ơi, mấy chị lấy hàng trên số điện thoại nha mấy chị nha. Không có số điện thoại em không có chốt đơn được đâu nha mọi người. 55kg mặc vừa không hả, set này 55kg có thể vừa nha chị Đặng Anh ơi. 55kg chị cao mét như vậy, tại vì cái quần của nó rất là rộng ha. Đây nè, áo của nó cũng rất là co giãn luôn. Form này form áo nè, áo lửng ha, rất là dễ thương nha mọi người. Set này 55kg độ xuống mặt ok luôn ha. Có túi không tươi, không có túi chị Ngọc Phan ơi. Set báo cho Ngọc Nguyễn này ok nè. Ngọc Nguyễn set báo ha. Chị Lan Lan có lấy hàng không vậy chị ơi? Lấy cho em số điện thoại đi chị Nam Lê luôn nha. Mấy chị không cho số điện thoại em không có chốt đơn được đâu nha mấy chế nha. Chắc lấy thì hãy comment giúp em nha mọi người. Còn không lấy thì đừng có comment ha mấy chị ha. Chắc lấy thì hãy comment giúp em nha. Em chưa có lên áo chị ơi, em chưa có lên áo, em mới lên set thôi. Ngọc Nguyễn set báo nè. Ai lấy set nhung em mặc nữa thì chốt em set nhung nha. Ngọc Nguyễn set báo này 70 ngàn, còn set nhung em mặc là 75 ngàn ha. Đây Ngọc Nguyễn nè. Em ở quận 11 nha chị Dầu Nguyễn ơi. À, set nhung em mặc có một màu đen thôi. Đó, chắc lấy đi comment giúp em chứ đừng có đi rảnh rảnh mà đi comment dạo giùm em nha mọi người nha. Rồi set báo hồi nãy hết rồi, set báo này hết rồi, set báo này 70 ngàn thôi nhưng mà hết rồi. Set nhung em mặc thì 75 ngàn nè. Set này chắc tầm 55kg độ xuống mặt ok luôn á nha mấy chị. 55kg độ xuống mặt ok luôn, bội mặc 75 ngàn chị Ngọc Tuyền ơi, dễ thương lắm luôn. Bộ gì báo hồng đấy em, nguyên một bộ nhưng mà hết rồi nhưng mà phải cho em lại ơi. Tại vì biết sao không, biết là khách quen nhưng mà phải cho em lại đi. Chứ không cho em không biết đường đâu mà hả, để không biết không kiếm cái địa chỉ của chị không ra luôn á. Minh Vị Trương nè, phải có số điện thoại ha. Em không xin địa chỉ của mấy chị đường nhưng mà số điện thoại là phải có, cái đó là bắt buộc luôn á. Chứ không thôi là em không có biết đường đâu mà chốt đơn cho mấy chị đâu. Minh Vị Trương xét nhung nè. Rồi ha, Hà Anh xét nhung nè, ok nè. Báo hồng là nguyên một xét chị ơi, nhưng mà hết rồi mua Hà. Hà Nhung, Hà Anh xét nhung nè, ok nè. Hà Anh xét nhung nè, xét là đẹp lắm á. Ngọc Tuyền lấy xét này đi chị, vải ok lắm luôn nha. Nè nguyên một xét rất là thật dễ thương luôn ha. 75 ngàn thôi mà không có già đâu nha mấy chị ơi. Đừng có thấy nhung mà màu đen nữa là tưởng già nha, không có già ha mấy chế ha. Cực kỳ hot luôn nha mấy chị nha. Rồi 75 ngàn, ai lấy xếp nhung thì chốt giùm em xếp nhung luôn ạ. À, Hà Anh hồi nãy có xếp nhung rồi nè. Dung Nguyên xếp nhung luôn nè, ok nè. Dung Nguyên nhung nè, đẹp lắm, 75 ngàn thôi à. Dung Nguyên nhung nè, rất là dễ thương luôn nha mọi người. 44kg mà ok mà xếp này rất là đẹp luôn ha mấy chị ha. Cho một xếp bộ chị mặc mà tự xếp hàng cho em để em. À, từ xếp hàng á hả chị Thị Hương Hà ơi, thì em giữ hàng cho chị một ngày thôi nha chị yêu nha. Em không giữ hàng lâu nha chị ơi. Giữ thì giữ một like hai like thôi chứ không có giữ hàng lâu đâu nha chị nha. Thị Hương Hà lấy thì cho số điện thoại nè. Thị Hương Hà lấy cho em số điện thoại nha. 75 ngàn thôi bộ này. Thị Hương Hà nè.
Thị Hương Hà xếp nhung trên số điện thoại nha Thị Hương Hà nha. 75.000 một bộ ha Thị Hương Hà này nhung nè. Thị Hương Hà nhung trên số điện thoại này Thị Hương Hà ơi. Ngọc Tuyền này, Ngọc Tuyền trên lại số điện thoại nha chị yêu ơi. Ngọc Tuyền trên số điện thoại lại nha. Ngọc Tuyền nè, trên số điện thoại luôn chị ơi, có 75.000 một set thôi mọi người ơi, rất là dễ thương luôn á, đẹp lắm. Còn bộ nào hình cute tí không em? Bộ đang đang bộ nào đấy? Cái gì? À dạng bao bao rất là hot rồi chị. Có mấy bộ bữa nay mấy bộ sang sang nhưng mà chị không biết nữa. Không biết chị thích cái dạng nào nữa, chị đợi coi giùm em đi chị Ngô Hà. Ngọc nữ nè. Ngọc nữ set nhung nè. Ok ngọc nữ nha, ngọc nữ set nhung nè. Set này dễ thương lắm nha mấy chị nha. Đó, rất là dễ thương mấy chị ơi, còn đúng 3 set thôi là hết rồi. Còn đúng 3 set thôi là hết nha. Set nhung em mặc nha mọi người nha. 75.000 một set nha mấy chị ơi. 50 mấy quên rồi, 55kg độ xuống mặt vừa nha mọi người nha. Nè, chất cực kỳ đẹp luôn. Chất đẹp lắm mọi người, nhung này không có phải nhung trơn nha mọi người nha. Của chị có set nhung là Minh Vĩ Trương ơi, Thị Hương Hà lấy set nhung cho em số điện thoại Thị Hương Hà ơi. Mấy chị ơi, mấy chị lấy set cho, lấy hàng comment màu kèm số điện thoại cứ bên em nha. Cái này cái chất của nó là nhung này phải nhung trơn luôn nha mọi người, nhưng mà cái chất của nó là hơi rằn rằn một xíu á. Nó hơi sọc sọc một xíu này, cái chất của nó y hệt vậy luôn nè. Đó, nó hơi sọc sọc một xíu ha mọi người ha. Rồi, chị nào lấy set nhung may mặn nữa thì chốt giùm em luôn nha mọi người. Đứng lên cho mấy chị xem lần nữa ha. Đứng lên cho mấy chị xem lần nữa nha mấy chị yêu ơi. Đó. Rồi, chị nào lấy đi comment giùm em nha mọi người nha. 75.000 một bộ thôi. 47 kg mà ok mà. Trời, mấy cái set này rất thiệt chứ. Mấy chị mặc đừng có sợ bị rộng, thực sự là nó rộng rộng nó mới đẹp chứ ôm body quá nó không có đẹp đâu nha mọi người. Đó, rất là dễ thương luôn ha. Form này form rộng rộng mà mấy chị yêu. Rất là xinh nha mọi người nha. Em còn đúng 3 set thôi là hết rồi, 75.000 một set. Chị nào lấy comment giúp em luôn ạ. 75.000 thôi nha mọi người nha. Nhớ là phải bấm theo dõi nick Facebook giùm em nha mấy chị yêu nha. Theo dõi nick Facebook giùm em nha mấy chị ơi. Rồi em qua mẫu đây nha mấy chị nha. Qua mẫu luôn nè. Qua mẫu. Em ở quận 11 nha siêu quậy nha. Em ở quận 11. Có số lớn không? Không có số lớn chị. Hàng bên em hàng free size ha chị ha. Caro trắng đen sâu bao nhiêu? Caro trắng đen sâu là 75.000 ha. Caro trắng đen đằng sau là 75.000 nha chị Linh nha. 53kg độ xuống là ok luôn ha. Rồi em à đây xét nhung em mặc nữa thì comment giùm em kiểu xét nhung nha mọi người. Rồi em qua mẫu đầm này nè. Trời ơi đầm này dễ thương lắm luôn nha. Còn còn màu nào nữa không chị? Cái đầm em à, cái bộ em mặc thì có một màu thôi nha. Cái bộ mặt thì có một màu thôi nha mọi người. Đó, có một màu thôi, rất là dễ thương ha. Có một màu đen thôi mấy chị ơi, tại mấy chị biết sao không? Cái ở trên xưởng nó mua được một cái cây vải như vậy nè. Nó mua được một cái cây vải nhưng mà nó có một màu đen thôi là trên xưởng nó hốt liền tại cái chiếc vải của nó rất là đẹp ha mọi người ha. Đó, nói chung là trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi, không có ai bán nhung này mà 75.000 đâu, em nói thiệt luôn á. Set đen nhung nha, ok phân trần nè. Tại vì trên xe trên xưởng á mấy chị ơi. Ha. Hỏi hả? Hàng nữa. Ừ. Rồi ok nè, ok phương trưng ha. Gì? Bỏ hết gì hả? Rồi ai lấy xếp nhung nữa thì chốt giùm em nha mọi người. Rồi em qua màu khác ha mấy chị ha, qua màu khác nè. Em qua đầm ha mọi người, cũng là đầm tay dài dễ thương lắm luôn á. Đầm tay dài caro. Mạng yếu quá hả mấy chị có xem được không mấy chị? Mấy chị có xem được không? Ai lấy nhung nữa thì chốt nhung giùm em nha mọi người nha. Còn đúng 3 set thôi là hết rồi nha mấy chị ơi. Rồi qua mẫu nha. Qua mẫu nha mọi người. Set này đẹp lắm mấy chị ơi, tại vì trên xưởng họ như là họ lâu lâu cái họ nó hốt được, họ gom được cái vải nhung này mà số lượng lớn á, nên là trên họ từ họ người ta tính họ giá mềm á, là em mua được giá mềm mấy chị yêu ơi. Cái set nhung này không có ai mà bán 75.000 cho mấy chị đâu. Chất rất là xịn ha mấy chị ha, không phải là rẻ mà cái chất của nó xấu đâu nha mọi người. Mấy chị không tin mấy chị mua thử đi, không có thua gì hàng mà mấy trăm ngàn đâu. Đẹp lắm nha mấy chị nha, rất là dễ thương, hơi bị xuất sắc luôn. Rồi cái đầm em chuẩn bị lo là 55.000 luôn nè. 55.000 ha. Đó, dễ thương chưa ạ. Rồi 54kg độ xuống mặt ok luôn. 54-55kg độ xuống mặt ok luôn ha mọi người ha. Rồi ha, mọi mặt là màu đô nha mấy chị nha. Màu đô dễ thương lắm luôn. Tay phòng rất là đẹp nha. Tay này không phải tay phòng nữa, tay gì tay loe chứ mới đúng. Mọi mặt là màu đô nha mọi người nha. Sao cái này em cũng nói đẹp vậy? Mà chị mua chị có thấy đẹp không? Em nói thiệt mà, cái nào em cũng thấy đẹp á, tại vì hàng em chọn. Hàng em bán là dĩ nhiên phải đẹp rồi chị Nam Lê. Chứ mà hàng em chọn mà em nó không đẹp nữa là thôi chết rồi.
Rồi, ai lấy đầm em mặn nữa thì comment nha mọi người ơi, 55.000 một đầm nha mấy chị nha. 55 kg độ xuống mặt vừa, mọi mặt là màu đô. Rồi caro nhỏ nè, cái này là màu mọi mặt là màu đô ha. Màu này là đô, à, màu này là caro nhỏ nha mấy chị ơi, caro nhỏ, màu đen nè. Màu đen là màu này, màu này là màu hồng ha mấy chị ha. Màu này là màu nu nè. Màu tím nè. Đó, ai lấy màu này là màu đỏ nha mọi người ơi, màu đỏ. Màu đỏ. Rồi màu rêu nha mấy chị nha, màu rêu. Rồi ai lấy màu gì comment cho em màu đó luôn ạ. À. Chị Tư Đào màu đô nè, ok nè. Tư Đào màu đô nè, Tư Đào cho em số điện thoại lại Tư Đào ơi. Tư Đào đô nè. Tư Đào đô này 55.000 thôi ha. Ngô Hà đô rồi, ok Ngô Hà rồi, Ngô Hà đô là hot đô rồi. Ngô Hà đô nó là hot đô rồi nha. Hot đô mấy chị yêu ơi, set caro đằng sau tay dài là 75.000 chị Dung Nguyễn, Dung Nguyên ơi. Đặng thì Trung ơi hết đô rồi, Tư Đào đô cho em số điện thoại nè, 55.000 ha, 47 kg 1m60 ok nha chị Huyền Quỳnh ơi, mà hết đô rồi mấy chị ơi, hết đô rồi, caro nhỏ cho Ngô Hà luôn nè, ok nè, Ngô Hà caro nhỏ nè, hết đô rồi nha mấy chị nha, em còn màu đen nè, ok Tư Đào ha, hết đô rồi, cái mọi mặt hết rồi, em còn màu đen nè, rồi màu hồng nè, màu đen, màu hồng nha, màu nâu nè, màu tím nè, màu đỏ nè, màu rêu cho Thanh Trúc nè, ok nè, Thanh Trúc màu rêu nè. Đẹp lắm nha mọi người, 55.000 thôi à, 55 kg độ xuống mà ok hết nha mọi người nha. Thanh Trúc nè, Thanh Trúc màu rêu nè, Thuy Nguyên màu hồng nè, ok nè, Thuy Nguyên hồng nè, Thuy Nguyên hồng nè, 55.000 ha. Thuy Nguyên hồng này để hai chiếc màu đỏ màu kẻ, màu đỏ màu kẻ là cái nào vậy Thanh Ngọc ơi? À, xét bộ còn với chị ơi, xét bộ còn trước. Rồi em còn màu đen, màu nâu nha mọi người nha. Màu đen, màu nâu, màu tím, màu đỏ nè. Với lại màu hồng. Đen, nâu, tím, đỏ, hồng ha. Rất là dễ thương luôn nha mấy chị. 55.000 thôi nha mấy chị yêu. 55 kg độ xuống mặt vừa hết nha mấy chị luôn ơi. Rất là dễ thương luôn mấy chị ơi. Siêu đẹp đó mọi người, chỉ có 55.000 thôi mọi người ha. Rất là xinh. Rồi, màu em mặc là màu đô, màu hồng nè. Màu đô, màu hồng nè, màu đen nè. Màu đô, màu hồng, màu đen ha. Đô hồng đen nè, màu nâu nha mọi người. Nâu hả? Rồi màu tím nè, màu tím này, rồi màu đỏ đây nha mọi người nha, màu đỏ nè. Lan Quỳnh màu hồng nè, Lan Quỳnh cho em số điện thoại lại nha Lan Quỳnh ơi. Mấy chế có đơn không quá, chịu khó cho em lại số điện thoại đi nha mấy chế ơi. Để em gặp đơn không bị lộn, hoặc lộn hàng nha mấy chị nha. Rồi có số điện thoại là chính xác 100%, không hề lộn hàng đâu mấy nha mấy chị. Rồi, Nhi Nina màu đen nè, ok nè. Cái mặt hết rồi chị Ngọc Tuyền ơi. Nhi Nina đen cho số điện thoại, Nhi Nina ơi. À, 55.000 thôi nè, Nhi Nina màu đen nè cho số điện thoại nha. Rồi Nhi Nina đen nè. Rồi Nhi Nina cho số điện thoại đi. Hồng đô hả? Hết hồng hết đô luôn rồi chị ơi. Hết hồng hết đô rồi. Em còn màu nâu nè, màu tím với lại màu đỏ thôi. Nâu tím đỏ, Nhi Nina cho số điện thoại đi chị. Em còn nâu tím với đỏ thôi nha. Nâu tím đỏ này, màu nâu đây nè. Trời ơi quá đẹp luôn, nâu đây nha mọi người nha. Màu nâu hay Burberry cực kỳ đẹp luôn. Màu tím đỏ ghi Khánh Ngọc nè. Khánh Ngọc cho em số điện thoại nha Khánh Ngọc ơi. Khánh Ngọc cho em số điện thoại nha, chỉ có 55.000 thôi rồi, còn một cái màu nâu thôi nhé. Khánh Ngọc nè, siêu đẹp luôn nha mọi người. Khánh Ngọc nè, rồi em còn một cái màu nâu thôi, Ly Quỳnh Anh màu nâu luôn, ok chị nè. Ly Quỳnh Anh màu nâu luôn rồi, hết luôn ha mấy chị ha. Hết luôn rồi, qua mẫu giùm em đi nha mọi người. Qua mẫu giùm em ha mọi người ha. Trời ơi, hôm nay đồ đẹp lắm chứ ơi. Chia sẻ bài giùm em đi mọi người ơi. Chị nào mà đang xem like của em á, nhớ là phải bấm cái nút theo dõi cái livestream, cái nick Facebook của em nha mọi người ơi. Ai? Khánh Ngọc trên số điện thoại đi Khánh Ngọc ơi. Nhi Nina nữa nè. Nhi Nina trên số điện thoại luôn nè. Đây. Rồi, mấy chị lấy hàng chốt cho em số điện thoại đi nè. Rồi Khánh Ngọc với Nhi Nina cho em số điện thoại nha hai chị yêu nha. Hai chị cho em số điện thoại đi hai chị ơi. Không cho em số điện thoại không có chốt đơn được đâu nha mọi người. Rồi qua mẫu nha mọi người nha, qua mẫu luôn nè. Có đầm rộng bầu mặc được không chị? Đầm rộng bầu có cái màu bò đó mặc được đó người đẹp Ý Nguyễn ơi. Có cái bầu đó là mặc bao ok luôn. Khánh Ngọc cho số điện thoại nha Khánh Ngọc nha. Rồi em đôi set nha. Rồi set này là ống không có bo nè. Set này quần ống rộng nha mọi người. Set này cực kỳ dễ thương luôn nha. Set này là quần ống rộng không mấy chị luôn ha. Nè cái này của Ngô Hà nè. Trời rất là dễ thương luôn. Mà rẻ nữa nha mấy chị yêu ơi. Hết rồi chị ơi, hết rồi.
hết luôn rồi chị Khánh Ngọc ơi, còn đúng hai cái, chị có hai cái hồi nãy, còn đúng hai cái rồi đó. Rồi set này nha mấy chú ơi, rất là dễ thương luôn. Set này áo của nó áo lượng, set này set len nha mấy chị ha, set len dễ thương lắm luôn. Set len này tầm 53kg độ xuống là ok nha mọi người nha. Đây ạ, à, đẹp chưa, rất là dễ thương nha mọi người nha. 65.000 một set, 53kg độ xuống mặt ok. 65.000 một set em mặc nha mọi người nha, 53kg độ xuống mặt ok nha mấy chị ơi. Quần này quần ống rộng không mấy chị ha, rất là dễ thương luôn mấy chị ơi. Rồi 65.000, mọi mặt là màu xám nha, mọi mặt là màu xám. Áo hả, rồi để em xíu nè, để em xíu đi chị. Bộ hình này không có rồi, hôm nay có áo thôi. Rồi mọi em mặc là màu xám nha, màu xám này, màu này là màu xanh, màu đỏ, xám xanh đỏ đô, chỉ có 65.000 thôi, len cực kỳ đẹp luôn, len ha, chút len rất là đẹp nha mọi người nha. Quần này quần ống rộng nha mấy chị nha, cái này nó nhám như là hàng xịn của mình đó, hàng như là mấy trăm nghìn, rất là dễ thương luôn. Rồi màu này là màu đô nha mọi người nha, 65.000 thôi, rất là rẻ mấy chị ơi, set này rất là rẻ luôn, chỉ có 65.000 à. Set là nãy giờ cái set này là rẻ nhất luôn mấy chị, đó nguyên một set luôn nha mọi người, nhưng mà chỉ có 65.000 thôi, tính ra là một mỗi cái như vậy chỉ có ba mấy nghìn thôi à, tính ra thì nó quá rẻ luôn mấy chị nha. Rồi mọi mặt là màu xám nha, màu đô nè, màu xám, màu đô, màu đỏ nè, màu xám, màu đô, màu đỏ, màu xanh nha, xám đô đỏ xanh nha mọi người, xám đô đỏ xanh. À có một cái này màu rêu nữa, màu rêu nữa này, màu rêu nữa mọi người ha, màu rêu ha. Minh Vĩ Trương màu xám ok chị nè, Minh Vĩ Trương màu xám đẹp lắm. Quần sọt hả, quần sọt hả, quần sọt em còn quần sọt da thôi chị Vương Anh Nguyễn ơi, nhưng mà quần sọt da như còn có size S thôi à. Minh Vĩ Trương nè, chị nào lấy set lên thì comment giùm em màu nha mấy chị yêu ơi, dễ thương lắm, 65.000 thôi à. Sơ mi dạng dài hả, có chị, hôm nay có sơ mi dạng dài nha. À, cái này nhiêu quên rồi, 65.000 nè, Minh Vĩ Trương nè. Rồi ai lấy set em màu nữa thì comment giùm em nha, đẹp quá hả. Rồi mọi mặt là màu xám nha mấy chị ơi, màu xám ha, màu này là màu rêu nè, cái này là xám nhưng mà ở ngoài là xám nó hơi sao ta, nó không biết kêu bằng xám gì mà xám đẹp lắm, xám này nè, xám lông chuột cũng vải nữa. Rồi mọi người mặc màu xám nha, xám là rêu này, màu này là màu dương nha, xám rêu dương nha mọi người. Rồi màu đô đây, xám rêu dương đô đỏ, rồi 5 màu nha mọi người nha, 2, 4, 5 màu. Rồi ai lấy comment giúp em nha mọi người nha, rất là dễ thương luôn mấy chị ơi, chỉ có 65.000 một bộ thôi à mấy chị, rất là đẹp mọi người, quá xinh luôn. Đây đúng rồi, cho mấy chị xem lần nữa hả, cái này là quần ống rộng mấy chế, nãy chị nào kiếm quần ống rộng này, nhưng mà đến thì có 65.000 thôi. Mua đi đồ của em đẹp lắm. Rồi mọi người, rất là dễ thương ha mọi người ha, hàng rẻ nhưng mà cái chất của nó cực kỳ ok luôn nha mọi người nha. Có áo khoác nha, hàng rẻ nha, có áo khoác. Rồi ai lấy thì comment giúp em luôn nha, 65.000 một bộ nha mọi người. 65.000 một bộ thôi, 53kg độ xuống mặt ok hết nha mấy chị yêu. Đẹp lắm. Đó, ống rộng phom là phom suông nha, phom suông ống rộng nha mọi người. Chị nào lấy thì comment giúp em ha mấy chị yêu ha. Ai lấy comment giúp em nè, rất là dễ thương, rất là đẹp luôn á. Rồi ai lấy comment giúp em quần có bộ mặt nha, mọi mặt màu xám màu dương này, đọc màu lại lần nữa nha, ai lấy thì chốt giùm em nha, không ai lấy qua mẫu nha. Màu xám màu dương này, màu đô nè mọi người, màu xám màu dương, màu đô, màu rêu ha, xám dương đô này là màu rêu nè mấy chị ơi, màu rêu như mấy chị nha, rêu. Rồi màu đỏ ha mọi người ha, màu đỏ nữa, 65.000 một bộ, màu đỏ đây đó. Rồi ai lấy màu gì chốt màu đỏ giùm em luôn, 65k 53kg độ xuống mặt ok, chị nào lấy comment giúp em thôi mấy chị yêu ha, ai lấy comment giúp em luôn, rồi em qua mẫu, em qua mẫu đây, qua áo nha mọi người ơi, qua áo nha mọi người, qua áo nè. Ai lấy cái cái gì quên mất tiêu rồi, cái set em mặc nữa thì chốt giùm em thôi mấy chị ha. Áo đây, chia sẻ bài giùm em đi mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em đi mấy chị yêu ơi, share bài giùm em nha mấy chị yêu nha. Rồi qua mẫu, đây nè, quần em mặc là quần lưng cao nha mọi người, quần lưng cao 140 một quần nha mấy chị nha. Áo em chuẩn bị lên là 50.000 một áo thôi nha mấy chị ơi, 50.000 một áo thôi, rất là đẹp luôn.
Ủa, cái áo này giống cái áo hôm qua rồi. Rồi, áo này giống cái áo hôm qua rồi. Áo này chị lấy giùm em nha. Sao nó còn ở đây nữa nè. Trời, quá đẹp luôn. Áo này 55kg độ xuống mà ok hết nha mọi người. 50 nhiều áo thôi nha mọi người nha. Rồi, 55 kg độ xuống mặt ok hết nha mọi người. 50 nhiều áo thôi mấy chị ha. Mọi mặt là màu xanh nha mấy chị ơi. Mọi mặt là màu xanh nè. Áo này hôm qua người ta kiếm quá trời luôn. Mà nó còn tụt đây mà không biết nè. Rồi, mọi mặt là màu xanh nha mọi người. Màu xanh nha, màu xám. Màu xanh, màu xám, màu nâu nè. Màu xanh, màu xám, màu nâu, màu đỏ nha. Xanh, xám, nâu, đỏ. Rồi, màu đen. Xanh, xám, nâu, đỏ, đen, rêu. Xanh, xám, nâu, đỏ, đen với rêu nha mọi người ơi. Mình có màu rêu nữa nè. Màu rêu nha mọi người nha, màu rêu. Rồi, ai lấy màu nào, chốt màu đó em đi ạ. Chỉ có 50 nhiều áo thôi mọi người. Mấy chị thích mặc lệch vai cũng được ha. Nó đúng là cái áo lệch vai nha mấy chị ơi. Hoa hà mọi mặt ok nè. Hoa hà mọi mặt này. Mọi mặt là màu xanh nha mọi người ha. Màu xanh nha, màu rêu nha mấy chị. Vải đẹp lắm á. 55kg độ xuống mặt ok hết. Co giãn cực kỳ nhiều luôn mấy chị. Xanh cho Sakavi nè ok nè. Rồi xanh cho Sakavi là hết xanh luôn nha. Hết xanh rồi. Em còn màu rêu nè. Màu đen nè. Màu đỏ nè. Màu nâu. Màu xám. Rêu đen đỏ nâu xám nha mấy chị nha. Rêu đen đỏ nâu xám. Ai lấy màu gì chú màu đó em luôn nè. Ngô Hà màu đen nè. Đây màu xám nha. Màu rêu cho Ngô Hà luôn nè. Đẹp lắm mấy chị ơi. Cái màu mặc hết rồi mộc mạc. Sakavi trên số điện thoại đi. Em còn màu xám nè. Không phải mấy cái đó của Ngô Hà đó. Chiếc đầu đó. Cái Sakavi mặc nè. Rồi màu xám nha. Màu xám, màu đỏ, màu nâu nè. Xám nâu đỏ đây mọi người ơi. Nhức đầu quá. Xám nâu với đỏ thôi mấy chị ơi ha. Chỉ có 50 nhiều áo thôi. Trời ơi nâu quá đẹp luôn. Đỏ chế nâu lấy nâu chút nâu liền giùm em nha mọi người. 45kg mặt rộng không? Không rộng nha Tiên Tưng ơi. Tiên Tưng mấy nay sao gọi không bắt máy gì trời. Gọi không thèm bắt máy luôn á. Cái xanh đó của Sakavi đó. Cái này nâu nè. Nâu rất là đẹp mấy chị. Dễ thương lắm. Trời ơi bao sang luôn ha mọi người ha. Bao sang, ai lấy nâu một chút liền tay giùm em đi. Màu nâu 55kg độ xuống mặt ok hết. Màu nâu là màu em mặc nha. Quần em mặc là 101 nha mấy chị ơi. 55kg độ xuống mặt ok hết. Quần em mặc ấy, quần em mặc là 101 đúng rồi. 3 size SML nha mấy chị nha. 3 size SML ha. Rất là dễ thương luôn. Phơn quần cực kỳ đẹp luôn nè. Đó, siêu dễ thương luôn nha mọi người. Ai lấy comment cho em nha mọi người nha. Quần là 3 size SML luôn nha mấy chị nha. Ngô Hà màu nâu nè. Đặng thì chung nâu luôn rồi ok rồi hết nâu luôn nha. Em còn xám đỏ. Còn xám với đỏ mọi người. Xám đỏ mọi người ha. Xám đỏ nè. Anh Lê lấy cái gì vậy? Anh Lê ơi. Anh Lê cái màu hồi nãy hết rồi. Anh Lê màu xanh hết rồi. Chị ơi hôm qua lấy rồi mà mình thích. Áo này đẹp lắm. Cái chất vải đẹp lắm á nha. Trời ơi nè. Nhìn đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Thì có. Rồi Đặng thì chung trên số điện thoại đi nha. Thằng đi Đặng thì chung ơi. Rồi em còn màu đỏ màu xám cho mọi người. Em còn đỏ xám cho mọi người. Rồi hỏi gì mà khóc rồi. Đây đỏ xám là Minh Vĩ Trương màu đỏ nè ok nè. Minh Vĩ Trương đỏ này 50 nghìn thôi à. Rất là đẹp. Minh Vĩ Trương đỏ nè. Rồi còn đỏ với xám thôi nha mọi người nha. Còn đỏ xám Đặng thì chung cho em số điện thoại lại chị yêu ơi. Mấy chị ơi cho em số điện thoại đi. Em xin số điện thoại mấy chị tới em nhức đầu luôn á. Cho em lại đi nha mọi người. Rồi nha, em còn đỏ xám thôi mấy chị ơi, còn đỏ xám thôi, rất là đẹp luôn, đỏ cực kỳ đẹp nè, đỏ với xám hai màu nha mọi người nha, 50 nghìn thôi à. Xám này màu cũng dễ thương lắm, lên mặt lên cũng đẹp lắm nha mấy chị nha. Form này coi giãn 55kg độ xuống mặt ok hết đó mọi người. Mấy chị không thích mặc lệch vai thì mặc như em cũng được nè. Nhưng mà em thấy mặc lệch vai nó dễ thương hơn, rất là đẹp. Đó, cưng lắm luôn nha. Rồi em còn màu đỏ màu xám thôi. Và màu xám đây nha mọi người nha. Xám nè, đỏ đẹp chưa? Đó rất là dễ thương luôn nha mọi người nha. Chỉ có 50 nhiều áo thôi chứ. Cái chất của cái màu xám này rất là đẹp luôn. Trời ơi, quá xuất sắc luôn. Cái này là sọc xuôi ha. Đó nè, đẹp lắm. Nhìn giống như là nó hơi caro caro xíu á. Bé sẻn màu đỏ nè, ok nè. Bé sẻn màu đỏ ha. Rồi em còn màu xám thôi nha mọi người. Bé sẻn đỏ nè là hết đỏ nè. Còn xám thôi. Còn màu xám thôi mấy chị ơi. Ai lấy xám chút xám giùm em luôn. Ai lấy quần em mặc không? Quần em mặc là 101 nha, 55kg độ xuống mặt vừa nha chị Đặng. Anh Thảo.
Bé Sản cho số điện thoại lại. Bé Sản ơi, số điện thoại bị thiếu rồi bé Sản. Bé Sản này cho lại số điện thoại nha. Số điện thoại bị thiếu rồi. Rồi em còn màu xám thôi mọi người. Em còn xám, ai lấy xám thì chốt xám giùm em luôn nha. Em còn màu xám thôi mấy chị. Đây em còn màu xám thôi mấy chị ha. Ai lấy xám thì comment màu xám giùm em nha mấy chị yêu nha. Xám xám rất là dễ thương luôn mấy chị ơi. Còn đúng hai cái xám thôi là hết rồi á. Đúng rồi, cái này là len mà len gân đó nha. Len gân rất là dễ thương luôn. 55kg độ bao xuống độ xuống là ok hết. Rồi em còn hai cái xám thôi. Ai lấy xám comment xám giùm em ha. Còn đúng hai cái màu xám thôi là hết rồi. Qua mẫu nha mọi người. Rồi áo tiếp luôn nha mấy chị ơi. Áo này áo len luôn nè. À lấy áo mẫu thì comment giúp em nha. Em còn màu xám thôi nha mấy chị. Em còn màu xám thôi. Lên áo khác đi chị. Nè Đặng Thị Trung nè. Rồi chia sẻ bài giùm em đi mấy chị ơi. Share bài giùm em đi nè mấy chị. Đó. Rồi áo mặc là 55kg độ xuống mặt vừa luôn nha mọi người nha, 50.000 thôi. Áo len rất đẹp, cái hình bao, cái beo này là nhung nha mọi người. Cái beo là nhung ha, có bốn cái đinh đóng này rất là dễ thương luôn. Em mặc áo xám gì xem, em thay ra mất tiêu rồi. Rồi áo nhau, áo len em mặc nha mọi người nha. 55kg độ xuống mặt ok hết, mọi mặc màu xám lợt nha mọi người. Xám lợt, xám đậm nè, màu đô, màu đỏ, màu trắng, màu rêu, màu dương, bao đẹp luôn. Dương ha. Thôi mặc là màu xám lợn nha mọi người nha. Rất là đẹp nha mấy chị ơi, len mịn lắm luôn á. Len này mịn lắm, len đẹp lắm nha mọi người. Rất là mịn luôn ha mấy chị yêu ha. 50.000 áo thôi, 55kg độ xuống mặt vừa hết. Cái bản này may hết nha mấy chị ơi, không phải dán đâu. May, nhưng mà cái chỗ này của nó là bằng nhung nha mọi người nha. Nhung mịn tay cực kỳ luôn á. Rồi để em xíu đi chị Hoa Hà ơi. Rồi ai lấy cái áo mặc nữa thì comment giúp em nha mọi người. Hỏi mặc là màu xám nhạt nha, xám nhạt, xám đậm nè, màu đô nè, 50.000 thôi. Xám đậm, xám nhạt, màu đô nè, màu đỏ, xanh dương cho bé Sản ok nè. Bé Sản màu dương này chỉ có 50.000 thôi, rồi hết dương luôn nha. Dương có đúng một cái luôn. Bé Sản màu dương nè, rất là dễ thương. Mọi mặc là màu xám nhạt nha, xám nhạt, xám đậm đây, xám nhạt, xám đậm nè, rồi màu đô nè, xám nhạt, xám đậm đô nè, đỏ nè. Đẹp lắm mọi người. Nhìn cái chất này lạ lắm nha. Cái nguyên cái bản này là nhung mốt nha mấy chị ơi. Nãy giờ quên tưởng là cái này nhung thôi. Cái này nó cũng nhung luôn ha mấy chị ha. Nè. Đó, cái này nó dập là dập ẩn luôn á. Dập chữ mà chữ chưa ẩn xuống á, đẹp lắm. Rồi xám lợt màu đô, màu xám đậm nha. Xám lợt đô, xám đậm nè, ngọc tiền đô nè ok nè. Ngọc tiền đô nè, 50.000 thôi. Ủa nãy ngọc tiền có mà. Nãy ngọc tiền có đơn mà. Có, ngọc tiền có đơn. Rồi xám nhạt xám đậm nha mọi người. Xám nhạt xám đậm màu đỏ này ha, màu trắng nha. Rồi màu rêu, xám đậm xám nhạt đỏ trắng rêu. Rồi ai lấy màu nào comment giùm em màu đỏ luôn. Rất là dễ thương luôn, 50.000 thôi à. Bao xuất sắc luôn nha mấy chị nha. Đẹp lắm. Nhung ha mọi người. Nhung cực kỳ mịn luôn mấy chị ơi. Rồi ai lấy comment giùm em luôn nha. 55kg độ xuống ok hết cho chị xem rêu nè. Xem rêu đây chị Ngọc Tiền ơi, rêu nè. Cái này là cái vải của nó là vải mới nha. Phương Trần màu chị mặc nhau cái Phương Trần nè. Phương Trần màu em mặc nha. Này màu rêu nè chị. Đó dễ thương chưa? Rất là đẹp hả? Đặng Thảo cho em số điện thoại luôn. Rồi hết màu em mặc luôn ha. Màu em mặc là hết xám nhạt luôn. Phương Trần màu em mặc, Đặng Thảo là màu em mặc luôn là hết xám nhạt nè. Phương Trần màu em mặc nè. 50.000 một áo thôi mọi người. 55kg độ xuống mặt ok hết nha. Áo này là bao ok. 55kg độ xuống mặt vừa hết nha mọi người. Rồi em còn màu rêu nha. Rêu xám đậm nè. Rồi màu đỏ, màu trắng, rêu xám đậm đỏ trắng nha mọi người nha. Ai lấy màu nào chốt màu đỏ giùm em luôn ạ. 50.000 thôi. Chất mịn lắm mấy chị ơi, chất rất là mịn luôn nha mấy chị nha. Đây là màu trắng nha mọi người. Trắng này trắng dễ thương lắm luôn. Này trắng đó mọi người, đỏ đẹp chưa? Rất là đẹp ha. Còn quần màu khác không chị, quần màu khác còn chứ em. Lấy rêu luôn nè, ok chị nè, ngọc tiền màu rêu luôn nè, ngọc tiền màu rêu luôn nè. Kiều Liên màu đô nè, cái Kiều Liên ha, Kiều Liên màu đô nè. Rồi còn trắng với xám đậm nha. Kiều Liên màu đô nè.
em còn màu trắng với màu xám đậm thôi mọi người. Ai lấy trắng xám đậm comment trắng xám đậm giùm em còn trắng với xám đậm thôi chị Hương Lê ơi, cái này là xám đậm chứ không phải màu đen đâu chị. Nè em còn hai màu trắng với xám đậm ha. Xám đậm đây. Chốt chị chưa? Chốt chị rồi Đặng Thảo ơi, em chốt chị rồi nha. Đây 50 nghìn áo thôi mọi người, 55 kg độ xuống. Ok hết nha mọi người nha. Rất là dễ thương luôn mấy chị. Đã đẹp chưa? Nguyên một cái bản này bản nhung hết nha mấy chị ơi, bản nhung hết luôn. Ai lấy comment giúp em nha mọi người nha. Chị nào lấy thì comment giúp em luôn. Rất là ok luôn. Trần Thị Huyền lấy trắng này, Trần Thị Huyền cho em số điện thoại nha. Trần Thị Huyền cho em số điện thoại nha. Trần Thị Huyền trắng đi cho em số điện thoại nha Trần Thị Huyền ơi. Rồi em còn một trắng với hai xám đậm là hết. Em còn một trắng với hai xám đậm là hết. Ai lấy comment giúp em luôn nha. Còn một trắng với hai xám đậm là hết nha mấy chị nha. Ai lấy thì chốt giùm em luôn nha mọi người. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi, dễ thương lắm luôn á. Rồi ai lấy cái áo giùm em áo nha mọi người nha. Ai lấy áo mặc thì chốt giùm em áo nha mọi người ha. Rồi à, cái quần em mặc có chị nào lấy không ạ? Quần em mặc là 101 một quần nha mọi người. 101 một quần ha mọi người ha. Nè rất là đẹp luôn á. Đây rất là xinh nha mọi người. Quần này là có ba cái nút, bốn cái nút gài nha mọi người nha, nhưng mà có một cái em chưa có khoét phi đó, đẹp lắm luôn. Lưng cao mấy chị ha, quần này quần lưng cao mấy chị mặc với áo rất tốt cũng được, mà mặc với lại bất kỳ áo gì cũng được hết nha. Trần Thị Huyền lấy cho em số điện thoại, áo 50.000 quần 101 nha chị Lê Quỳnh Tuyền ơi. Áo 50.000 quần 101 thôi chị ha. Ai lấy comment giúp em luôn ạ. Quần có 3 size SML nha, S với 46 kg giùm em, M từ 46 tới 52 ha. L từ 52 tới 55 kg vẫn vừa cái mẫu quần này luôn. Quần này là kaki co dạng 4 chiều nha mấy chị. Nên là mặc yên tâm mặc ha, mặc co dạng thoải mái lắm mấy chị ơi. Đây nè, sơ mi phông dài nè, sơ mi phông dài này 65.000 một áo ha. Nhà em ở đâu vậy? Em ở quận 11 á chị ơi. Đây là sơ mi phông dài này ngon hàng ơi, chị lấy không? Áo này đẹp lắm, vải đẹp lắm nha. Vải này là vải hàng cao cấp á, nhưng mà nó bán rẻ. Hàng này hàng mắc tiền á. Nè cái bịch nè. Thấy không? Cái bịch cũng khác hơn người ta nữa. Rất là đẹp luôn, 65.000 một áo nha mọi người nha. Đó, màu này là màu đen. Màu này là màu đen nha, có cộng dây buộc eo ở giữa ha mọi người ha. Áo này tầm 53 kg độ xuống ok. Màu đen nè, màu biển. Màu đen màu biển nha mọi người, màu đen màu biển ha. Màu đen màu biển rồi, màu này là màu dương nha. 62 kg không vừa rồi. 62 kg không vừa áo mặc đâu nha, màu dương nha mọi người nha. Rồi màu này màu xám. Rồi màu này màu trắng, em còn đúng có 5 cái thôi. Chị Ngô Hà lấy không áo này? Rất là đẹp không mọi người ha, vải đẹp lắm á. Vải rất là xịn. Đẹp lắm mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Bộ em mặc cái áo em mặc còn nha Nguyễn Anh nha. Áo còn mà cái quần cũng còn luôn. Áo em mặc còn ha, áo này 50.000 một áo nha. Áo em mặc thì 55kg vừa, nhưng mà cái sơ mi phông dài này á thì tầm 53kg độ xuống thôi chị Hà Nguyên ơi. Đó, rất là đẹp luôn mấy chị. Cái nó là sơ mi phông dài ha, 53kg độ xuống mặc ok ha. Đen biển ok ngon hàng nè. Dễ thương lắm mọi người, quần em mặc là 101 một quần nha. Quần em mặc là hàng Quảng Châu không mấy chị yêu ha. Quần em mặc là hàng Quảng Châu không mấy chị yêu ơi, rất là dễ thương luôn á. Quần này có, quần em mặc có 3 size tổng cộng. 3 size gì ta, SML nha mọi người nha. Cái này là Ngô Hà nè. Ngô Hà màu đen màu biển nè. Ngô Hà đen biển nè. Có chất phi lụa như trước không? Chất phi lụa như trước hết rồi. Chất phi lụa như trước hết rồi. Quần em mặc 101 một quần nha mấy chế yêu ơi. Quần em mặc 101 thôi mấy chế yêu ha. Coi dạng 4 chiều. S với 46 kg, M từ 46 tới là 52 ha. L từ 52 tới 55 kg vẫn vừa luôn nha mấy chị yêu nha. Coi giãn cực kỳ luôn, cái quần này mấy chị mặc giống như là không có mặc vậy đó. Rồi ha mọi người, màu dương đây hả, màu dương đây nè. Dương đây anh Nam Cà Mau ơi, rất là đẹp luôn nha. Áo ấy mặc 50.000 thôi nha Cảnh Tuấn ơi. Áo ấy mặc có hai màu ha, màu xám với lại màu trắng. Nè dương nè anh Nam Cà Mau, đây đẹp lắm ha, chị lấy thì chốt em đi. Trời ơi quá xuất sắc luôn màu dương này. Áo ấy mặc trắng xám nha, ok Hà Nguyên nè. Hà Nguyên cho em số điện thoại lại nha chị đẹp ơi. Hà Nguyên trắng xám nè, cho em số điện thoại nha chị. Sơ mi trắng cho Đặng Thảo nè, ok nè. Đặng Thảo sơ mi trắng nè. Đặng Thảo sơ mi trắng nè. Rồi ai lấy comment giúp em luôn. Ngọc Nguyễn màu rêu gì Ngọc Nguyễn ơi. Hết rêu rồi.
Cái gì màu rêu vậy? Nãy giờ đâu có cái gì màu rêu đâu. Cho cô quần hở quần đi nè. Rồi đợi em xíu nhé Hồng Lùng ơi. Đợi xíu. Đây ha. Đây màu có quần em mặc đây ạ. À. Quần em mặc là 101 này. Ai lấy sơ mi thì comment với em nha. Em còn màu dương với màu xám nha. Em còn dương với xám thôi. Quần em mặc là 101 một quần nha mọi người ơi. Rất là dễ thương luôn á. Có khuy ha. Có bốn cái nút ngay đây nè, lưng cao nha mọi người nha. Rất là đẹp luôn á chị ơi. Ai lấy comment giúp em luôn nha mọi người. Áo sơ mi này 65.000 thôi Thúy Hồng ơi, đẹp lắm á, mặc lên rất là đẹp luôn. Áo sơ mi còn màu nào? Dung nguyên màu dương nè, ok Dung nguyên nè, Dung nguyên lấy màu dương nè ha. Dung nguyên màu dương nè, em còn một cái màu trắng thôi. Sơ mi form dài này còn cái màu trắng thôi. Cái hàng này là hàng xịn đó nha mấy chú ơi. Em nói thiệt có hàng nào giá nào lại bán giá đó chứ em không có bán bậy đâu nha mấy chị nha. Cái gì khóc vậy? Dung nguyên màu dương nè. Hai cái đó là trong cái màu đen á, em quên mở vô rồi. Cái này của Dung Nguyên nè, cái của ai quên rồi. Cái của nào mấy cái màu trắng này nè, bỏ ra đi, bỏ qua cho chị Hà Nguyên đi. Em thấy chị Dương Nghiến nha chị ơi. Màu cầm là màu nào vậy người đẹp ơi? Hai cái đó của ngon hà. Ừ. Cái đó của Hà Nguyên. Cái hồi nãy mà lấy cái màu trắng cho chị nào đó, cái gì Trần Yến gì đó. Bỏ ra cho Hà Nguyên luôn đi, cái đó của Đặng Thảo. Không hiểu gì đó. Cái nãy em có chốt một cái này nè. Tên gì mà xin số điện thoại nãy giờ chưa cho đó. Rồi em còn cái màu xám thôi mấy chị ha. Em còn một cái màu xám thôi. Màu dương hết rồi Ngọc Nguyễn ơi. Còn xám thôi là lấy xám được không? Em còn xám thôi nè. Em còn màu xám thôi lấy xám giùm em được không? Hảo luôn phải không? Hà Nguyên chung với cái này nè. Quần. Quần được mấy màu vậy? Quần á ha, quần em có một màu thôi chị ơi. Quần là có một màu thôi. Áo sơ mi em còn một cái màu xám ha. Áo sơ mi em còn một cái màu xám. Mai lấy xám chốt xám giùm em luôn. Ngọc Nguyễn màu xám ok nè. Ngọc Nguyễn màu xám nè. Quần thì có một màu đen thôi chị ơi. Quần là đa số nó có một màu đen thôi à. Chứ nó không có nhiều màu đâu. Mà cái quần này coi giãn nhiều lắm. Chị mà chị nằm mà 55kg mặc vẫn ok cái quần này luôn ha. Đó, rất là nhiều size luôn nha mọi người. Sao em comment không được vậy? Sao không được vậy? Chị à, tại chị comment sâu á. Thấy comment của chị mới thấy comment của chị là do chị comment sâu hả? Ngọc Nguyễn sơ mi nè, rồi qua mẫu ha. Trời nhức đầu quá sáng luôn. Rồi lên áo tiếp luôn. Này uống thuốc rồi chứ mà còn bị nhức nữa. Rồi áo nè. Áo này 55kg độ xuống mặt ok luôn nè. Rồi áo này áo cô tâm nha mọi người, 50.000 ha, 55kg độ xuống mặt ok nha nha mấy chị. Trời dễ thương quá à. Quá dễ thương luôn mấy chị ơi, rất là dễ thương. Có đẹp chưa body ha. Vạt xéo, mọi mặt là màu đô nha mọi người. 50 nhiều áo thôi, cô tông bao coi giãn nha. Cái áo này cô tông nhưng mà cô tông của nó chất cực kỳ dày luôn mấy chị. Mặc dễ thương lắm mấy chị ơi, mặc rất là mát luôn ha mọi người ha. Lấy chị cái quần luôn nhé, quần 55kg đúng không chị yêu. Em lấy chị sang giờ này nha, Đặng Thảo nè. Quần này bao coi giãn mấy chế ơi. Chị ơi chân váy hôm qua chị like bao giờ vậy nữa à. À chân váy hôm qua lái hả, cũng không biết nha người đẹp ơi, tại vì nó về nó tùy đợt đó. Tuyền Quỳnh màu đô cho em số điện thoại nè, Heo Nguyên màu đô là hết đô luôn. Em còn màu hồng nè, màu xám này hết đô rồi, màu hồng ruốc nha, màu đen, màu trắng. Đó, em ai lấy màu chút màu đó em đi ạ. Tuyền Quỳnh đô nè, Tuyền Quỳnh cho em số điện thoại nè, Heo Nguyên cho lại số điện thoại luôn. 50.000 thôi, hết đô rồi. Tuyền Quỳnh đô nè, Heo Nguyên đô là hết đô luôn nha, hết đô. Em có nhiều áo đẹp. Rồi màu đen nha mọi người nha. Hết đô rồi chị ơi. Em có màu đen nè, màu hồng ruốc nè, màu xám nè. Rồi màu này màu hồng nhạt ha. Màu hồng nhạt. Chị mặc size 28 em lấy cái gì size đó là ok rồi đó chị. Chị 55kg phải không Đặng Thảo? Chị bao nhiêu ký vậy? Đặng Thảo ơi chị bao nhiêu ký vậy chị? Ngọc Tuyền nè. Cho em số ký với chiều cao đi, em lấy quần cho chính xác nè. Ngọc Tuyền nè. Trời ơi đẹp lắm nha Hồng Lùng ơi. Áo này đẹp lắm, hốt liền nha em. Áo này dễ thương lắm. Xinh chưa? Nó có một cái rút ở bên eo nè. À chỉ có rút lên nó nhìn còn dễ thương nữa. Đó xinh chưa, màu đô hết rồi nha. Màu đô em mặc là hết rồi, quá đẹp luôn.
rất là dễ thương luôn nha mấy chị ơi. Rồi anh Năm Cà Mau đen luôn nè, anh Năm Cà Mau cho số điện thoại nè, anh Năm Cà Mau đen nè, hết đen hết đô rồi, 50.000 anh Năm Cà Mau. Hiền Linh thì thua ơi, hết đô hết đen rồi chị ơi. Em còn màu hồng ruốc, màu xám nè, màu hồng nhạt với màu trắng thôi. Hồng ruốc, xám, hồng nhạt với trắng nha. Hồng ruốc, xám, hồng nhạt, trắng. À lấy màu gì chú màu đó em luôn ạ. Hồng ruốc này hơi bị đẹp luôn nha mọi người, đẹp lắm, 50.000 thôi. Màu phơm này bao co giãn 55kg độ xuống mặt ok hết nha mấy chị yêu nha. Trời ơi quá xuất sắc luôn, đỏ đẹp chưa, màu hồng ruốc đây nha. Hồng ruốt ha mọi người, ai lấy màu gì chú màu đó em ha. Loan Nguyễn màu xám này ok nè, Loan Nguyễn xám này mà có 50.000 thôi à, 54kg mấy 54 ok, em lấy sang lợi chị rồi. Loan Nguyễn nè, Loan Nguyễn xám này, Heo Nguyên hồng nhạt ok nè. Ủa Loan Nguyễn này chưa đơn hả? Loan Nguyễn cho số điện thoại đi chị ơi. Heo Nguyên hồng nhạt nè, Heo Nguyên hồng nhạt nè, hết xám rồi, hết xám luôn rồi. Nãy giờ anh lên comment sau sau người ta không mà chị anh ơi. Rồi em còn màu hồng ruốc với màu trắng thôi nha. Ngọc Tuyền hồng ruốc nè, em còn hồng ruốc với trắng thôi à. Rồi anh Lê màu trắng ok chị nè. Anh Lê cho em lại số điện thoại chị anh Lê ơi. Anh Lê nè, cho em số điện thoại lại chị ơi. Hiền Linh Thị Thu trắng cho em số điện thoại lại luôn. Ủa anh Lê đi có đơn trên. Hiền Linh Thị Thu cho em số điện thoại luôn nha, 50.000 thôi nha mọi người. Rồi em còn đúng một cái hồng ruốc thôi mấy chị. Rồi hồng lùng màu hồng ruốc luôn là hết luôn này, hồng ruốc luôn, hồng lùng cho chị xin số điện thoại lại luôn nha em nha. Hồng lùng hồng ruốc cho chị xin số điện thoại lại luôn. Một cái màu đơn mà có ai luôn. Heo Nguyên. Rồi qua khoác ha mọi người ha, qua khoác nè. Khoác ha, khoác Buma dễ thương lắm, khoác này 75.000 nha mọi người. Trời ơi, miếng thử màu gì luôn, à, màu đen đi. Buma 75.000 hả chịu ha, 75.000 một khoác thôi mấy chị, khoác đẹp lắm. Khoác này khoác theo nha mọi người ơi. Em nhớ gửi cho chị hai đơn hàng nhé. Ok Kiều Liên ha, hai cái phải không, hai cái chung một đơn ha. Nói chung là mấy chị đặt hàng em có bao nhiêu cái là em gửi chung một đơn thôi mấy chị ơi, nên là yên tâm ha. Thôi khỏi với chị, dài quá bỏ ra đi. Dài cố ôi của hơn của gì hồng đừng bỏ ra đi, chứ nó không có dài đâu, đẹp lắm á. Rồi em còn cái hồng ruốc thôi nha mọi người. Nè em còn cái hồng ruốc thôi, nó này xuất sắc lắm. Rồi em còn cái hồng ruốc thôi mấy chị hả? Còn đúng một cái thôi, chế nó lấy chú em hồng ruốc luôn đi ạ. Đó xinh lắm mọi người, có 50.000 một áo thôi à. Rồi khoác em mặc ha mấy chị ha. Khoác mặc là 75.000. 53kg độ xuống mặt ok, Buma. Buma theo nè, cái hình này là hình theo nha mọi người nha, cái con này là Buma ha, Buma với chữ là theo hết nha mọi người. Mọi mặt là màu đen mấy chị ha, đó dễ thương chưa, đen đẹp lắm. Cái này túi ha, túi có dây kéo luôn nha mọi người, túi này có dây kéo luôn nha mọi người nha, có nỏ luôn ạ, bao tay cực kỳ đẹp. Mọi mặt màu đen, 75.000 một khoác nha mấy chị. Em đọc màu đây ạ, màu đen là màu đen mặt nha, màu đen nè, màu hồng sen, nay có màu lạ. Màu đen, màu bò nha mọi người. Màu đen, màu bò, màu xám nè. Đen bò xám ngói ha, đen bò xám ngói xanh. Đen bò xám ngói xanh nè, đỏ nè. Rồi màu hồng nè. Thì Linh Thị Thu ơi, chị lấy hồng 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 ruốc nãy luôn hả? Áo đúng không chị? Thì Linh Thị Thu này hồng luôn ha. Rồi ha mọi người, ai lấy khoác ăn mặc thì comment giùm em nha mọi người. Rồi màu vàng nha mọi người nha, màu vàng nè, màu hồng sen nè, đỏ chị nào lấy comment giúp em luôn. Màu đen, màu hồng sen nha mọi người, khoác này khoác Buma ha, những cái hình đây là theo hết nha mấy chị nha. Tầm 53kg độ xuống mặt ok khoác này nha mọi người, đó cương lắm. Nó có một cái túi nè, túi rất là to luôn, hai cái túi có đều có dây kéo hết nha mọi người. Bo phía dưới đây ha mọi người ha, dạng khoác lửng ha chị ha, khoác lửng. Rồi màu đen là màu ăn mặc, màu đen, màu hồng sen, màu vàng, khoác chất thun á bé sản ơi, thun dày lắm nha, thun rất là dày mà mặc êm lắm luôn, mặc rất là êm nha mọi người nha, khoác cái chất này bán rất là nhiều luôn rồi. Rồi ai lấy màu chứ màu đó em luôn ạ. À, màu đen là màu em mặc, màu đen, màu vàng nè, màu sen nè, màu hồng ruốc hả, đen vàng nè, hồng sen nè, hồng ruốc nè, màu đô nha mọi người, rồi màu xanh nha mọi người nha, rồi màu ngói nè, rồi màu xám. Rồi có ai lấy khoác không, khoác
này 75.000 một tháng nha mọi người nha, 75.000 thôi. Rồi màu này là màu bò, màu bò nè, rất là dễ thương luôn mấy chị, dễ thương lắm luôn, có phát cỡ này thôi chị ơi, bé sẽ màu nói nha, ok nè. Mà khoác này, cái form này mặc nói chung là đang màu đen bây giờ á, có bữa mà về khoác dài thì mấy chị không lấy. Thanh Mi màu đen nè, Thanh Mi cho số điện thoại lại nha, Thanh Mi nha, Thanh Mi đen nè, cho em lại số điện thoại nha. 75.000 thôi, khoác rất là ok luôn. Chị nào mà mua cái khoác này qua rồi cho em xin cái feedback đi. Nói chung là mặc ok lắm nha mấy chị nha. Đó, màu đen là màu em mặc. Cho em phải cái màu nói ra đi. Rồi màu đen, màu bò nha mọi người. Màu đen, màu bò, màu xám nè. Chị mà 1m54 mà chị đóng ngắn, nhưng mà chị 54kg gì mặc cái 54kg mặc cái này ôm lắm chị, mà không vừa đâu. Đây là màu ngói nha, ngói đây. Đỏ đẹp chưa? Ngói hai cái này màu thôi mấy chị nhìn vậy thôi cũng được rồi, đâu cần tháo ra làm chi đâu. Đẹp lắm. Rất là xinh luôn. Rồi ai lấy khoái em mặc đúng không? Ai lấy thì comment giúp em nha, em qua mẫu nha. Sỉ mốt nè em chị ơi, sỉ mốt nè em, rồi em qua mẫu nha mọi người. Màu em mặc là màu đen, màu bò này, màu xám nè. Đen, bò, xám, xanh lá, màu đô nha. Rồi màu hồng ruốc nha mọi người. Rồi màu hồng sen ha. Rồi này màu màu vàng. Rồi ai lấy comment giúp em khoát luôn. Rồi qua mẫu. Qua set nha mọi người. Lên xét cho mọi người nha, lên xét ha mấy chị em ha. Xét nè. Rồi qua mẫu nha mọi người ơi, qua mẫu nè. Cái này nhập theo nguyên nè. Rồi xếp này nha mọi người, xếp này rất là đẹp luôn nha mấy chị nhé. Xếp này tầm 53kg độ xuống mặt ok nha mọi người. À 52kg thôi, 52-53kg độ xuống mặt ok xếp này nha mọi người ha. Rất là thoải mái luôn mấy chị. Vải đẹp lắm nha mọi người ơi. Xếp này 75.000 thôi nha. Xếp này 75.000 một xếp. Đó, màu em mặc là màu vàng nha, set này có túi luôn ha mấy chị luôn ha. Rồi 75.000, màu em mặc là màu vàng nha mọi người, màu vàng. Đó, rất là dễ thương luôn ha, màu em mặc là màu vàng nhạt. Màu em mặc là màu vàng nhạt nè. Vàng nhạt, vàng đậm nha mấy chị. Vàng nhạt, vàng đậm, màu hồng ruốc nè, màu xám. Vàng nhạt, vàng đậm, hồng ruốc nè, xám đậm ha. Rồi xám lợt nha mọi người. Rồi màu ngói nha mọi người nha, màu ngói nè. Rồi màu hồng nha mấy chị ơi, màu hồng. Rồi màu đô, ai lấy màu nào comment giùm em màu đỏ luôn ạ. 75.000 một bộ thôi, tầm 52-53kg độ xuống mà ok xếp em mặc ha. Nhìn cái việc bên tay áo đều là may hết nha mấy chị nha. Không, cỡ chị hả, cỡ chị xếp này không vừa chị ơi. Hàng của chị hôm nay em chốt đã đi chưa? Hôm nay có người chốt cho chị chưa? Có ok cho chị ơi, có ok rồi là đi rồi hết nha chị nha. Còn nếu mà còn chị có hàng coi like thì còn ở đây thôi, còn nếu không là hàng nó đã đi rồi. Rồi ai lấy xếp em mặc thì comment giùm em xếp ngôi sao. Rất là dễ thương luôn ha. Hai bên tay có hai viền nè, rất là đẹp mấy chị ơi. Sầu gì 75.000 thôi, 52-53kg độ xuống mặt ok nha mọi người. Đó, dễ thương lắm. Màu em mặc là màu màu hồng ruốc cho Xuân Thanh nè, ok nè. Xuân Thanh cho số điện thoại nha Xuân Thanh ơi. Xuân Thanh cho em số điện thoại luôn. 75.000 thôi. Cái bộ này vải mặc êm lắm mấy chị ơi. Thường thường những cái bộ chất như thế này mấy chị, mấy chị để ý đi mua về, cái chất vải rất là đẹp nha. Thiệt luôn á, chất vải cực kỳ đẹp. Ngọc Nguyễn màu hồng nè, ok nè. Thanh Mi.
thun da cá chị, nhưng mà thun da cá mịn lắm, thun da cá này mịn lắm. Cái set này cái chất thun của nó cực kỳ đẹp nha mọi người nha, 75.000 thôi mà chất rất là ok luôn á. Mọi mặt là màu vàng nhạt, vàng đậm, vàng nhạt vàng đậm này, xám đậm này. Không có áo dấu quần hả chị? Không có áo dấu quần nha em, hôm nay không có áo dấu quần đâu. Rồi vàng nhạt vàng đậm ha, xám đậm nha mọi người nha, xám đậm xám lợt, xám đậm xám lợt này, màu ngói nè, rồi màu đô, rồi ai lấy màu nào comment em màu đó luôn. Set ngôi sao hơi bị dễ thương nha mọi người. Màu vàng em đang mặc nhé, đặng thảo hả? Ok chị nha, đặng thảo vàng em mặc ha. Rồi em còn màu đô nha mọi người, màu đô nè, màu ngói nè, em có màu đô màu ngói nha mấy chị ơi, màu đô màu ngói nè, màu xám lợt nha, đô ngói xám lợt này, xám đậm ha mọi người, đô ngói xám lợt xám đậm. Rồi ai lấy nữa mặc 75.000 thôi, rất là dễ thương luôn nha. 53 kg độ xuống mà ok hết, 75.000 thôi mọi người, rất là dễ thương. Đây nè, màu đô đây, đỏ đẹp chưa, đô ha mọi người ha, đô đô rất là thoải mái. Trời xếp này vải mịn lắm nha mấy chị, thiệt luôn á, vải rất là mịn nha mọi người. Rồi ai lấy comment em luôn, em qua mẫu xám đậm cho xương thanh này, ok nè, xương thanh xám đậm luôn nè. Xám đậm hết rồi Dung Nguyên ơi, còn xếp tay ngắn không em? Xếp tay ngắn còn mấy chị, à xếp tay ngắn nữa, hình như là còn, để em xíu em coi thử coi nha. 75k một bộ nha Lan Nguyễn ơi, 75.000 một bộ ha. Hết xám đậm rồi chị ơi, lấy xám lợn giùm em được không, lấy một khác giùm em đi chị. Rồi ha, nữa chị điện thoại chút ha, chị đem biết cho địa chỉ khác. Ok Thanh My nha, dĩ nhiên là phải điện rồi. Rồi em còn màu đô nha, còn màu đô nè, màu đô màu xám lợn nè, màu đô màu xám lợt ha. Rồi màu ngói nha mọi người, đô xám lợt ngói nè, còn có ba màu thôi à. À với màu vàng, vàng đậm, vàng sậm hơn cái màu em mặn xíu, vàng đậm nha. Đó rồi vàng đậm, vàng đậm ngói nè, xám lợt, cái gì màu đỏ đô luôn nhé. Ok chị Đậm Thảo nè, đỏ đô nè. Út Bẩm ơi, bộ chị mặc còn màu vàng đậm thôi được không em? Lấy vàng đậm nhìn chị được không? Vàng chị mặc hết rồi, chị còn vàng đậm thôi à. Cho mình xám nhẹ luôn cây Lan Nguyên nè. Bộ này có 75.000 là rất là rẻ luôn á mấy chị ơi. Hà Nguyên ơi, hết xám rồi chị ơi, hết xám rồi. Em còn màu vàng đậm nè, màu ngói với lại màu đô thôi, còn ba bộ thôi à. Vàng đậm ngói với đô thôi, vàng đậm ngói đô nha mấy chị nha. Đây đô nè, ngói chi linh nè, ok chị nè, chi linh màu ngói ha. 75.000 thôi, rẻ lắm mấy chị ơi. Chị có mà vải mặc êm lắm mấy chị, mấy chị không tin mấy chị mua thử đi, chất của nó mặc cực kỳ êm luôn á mọi người. Xám lợt sai, hết xám rồi chị Hà Hạnh Võ thì mi ơi. Em còn màu đô với màu vàng thôi à, đỏ đô với vàng thôi, đô với vàng thôi nha, còn đô với vàng thôi. Đó rất là dễ thương luôn nha mọi người. Phan Xuân Thức ơi, nãy chị có lấy cho em cái mẫu này á, màu trắng quần đen rồi nha Phan Xuân Thức nha, chị có để cho em rồi á, hôm bữa em hỏi chị á, nay chị mới thấy nè. Rồi em còn một vàng với một đô thôi nha mọi người, em còn một vàng một đô. Út Bẩm ơi, lấy màu vàng này giùm chị được không em? Còn một vàng với một đô thôi nè, chị nào lấy cùng với em nè, em qua mẫu ha mọi người ha, qua mẫu luôn. Sơ mi nha mọi người, lên áo sơ mi nha mọi người nha, áo sơ mi đây ạ. Sơ mi sơ mi. Đầm hả? Rồi đợi xíu nha sơ mi nè mọi người. Thiệt á, em đang nhức đầu dữ lắm luôn á. À lấy cái này mặc không? Quần đen áo trắng hả? Đúng rồi, chị để cho em quần đen áo trắng á. Hôm bữa em hỏi chị nhớ phải không? Chị để cho em cái quần đen áo trắng rồi á. Nay chị mới thấy. Em mẫu quần 11 thôi mấy chị yêu ha. Em mẫu quần 11. Em lên cái mẫu quần này nè mọi người. Mẫu quần này 55 kg độ xuống mà ok luôn ha. Mẫu quần này là 55 kg độ xuống mà ok luôn nha mấy chị yêu ơi. Mặc đẹp lắm, 140 một quần ha mọi người. Quần này vải cực kỳ dày luôn. Áo sơ mi này là 55.000 ha. Sơ mi này là 55.000, dễ thương lắm luôn á. Đầm để em xíu nha chị ơi. Đặng Thảo nè, đầm đợi một xíu ha, xếp tay ngắn cũng đợi em xíu luôn, xếp thì em còn nhiều lắm á, nhưng mà tự lên không kịp thôi. Sơ mi này vải đẹp lắm nha mấy chị, năm sơ mi này nè rất là xinh luôn. Em chào chị Trịnh Hiền ha.
Rồi quần này form là bao đẹp luôn, mặc là bao em luôn á. Quần này mà mấy chế về mà không thích không không em là em không lấy tiền mấy chị luôn. Thì có chiếc quần này mặc rất là em mấy chế yêu ơi. Thôi còn lên xếp nặng cái chị còn em. Đợi chị chút đi, đợi chị chút đi. Đây sơ mi nè, sơ mi rất là dễ thương luôn ha mọi người, đẹp lắm. Đây form sơ mi này ha, 54 cái độ xuống là ok nha mấy chị yêu. Ủa em mặc 101 ha mấy chế ha, em có size luôn mấy chị. Chị nào lấy size 53kg thì comment 53kg ha. Ai lấy size 55kg thì comment em size 55kg giùm em nha mọi người. Nói chung cái quần này mấy chị, mấy chị nào mà 4 mấy ký mặc vẫn ok luôn nha. Không rộng nha mọi người nha, 4 mấy ký mặc cái quần này không rộng đâu, bao mặc luôn. Đó, áo sơ mi là 55.000 nha, mọi mặc là màu hồng, đẹp lắm. Quần là vải co giãn cực kỳ luôn. Hay là quần này hàng mới về? À quần này hàng mới về Tiên Tiên ơi, quần này mới về nha em. Quần này em chưa có đâu, chị mới về hôm qua. Quần đẹp lắm á. Rồi, áo sơ mi mặc là 55.000 nha mọi, mặc màu hồng. Màu hồng màu trắng nè. Ủa. Màu hồng màu trắng màu rêu này nha, hồng trắng rêu, màu đô. Màu đen. Hồng trắng rêu đô đen. Rồi ai lấy màu nào comment màu đó em. Quần em mặc là quần viền mới nha mấy chị ơi, quần viền mới ha. Vải đẹp lắm mấy chị, rất là dày nè, Adidas thêu rất là xinh luôn. Đó. Đẹp lắm mấy chị yêu ơi, cực kỳ đẹp luôn ha mọi người ha. Đồ bộ có nha chị ơi, đồ bộ có, đợi em xíu nha Nguyên Ngọc nha. Rồi ai lấy áo chốt áo, ai lấy quần chốt quần em. Quần thì 141 một quần bao dày. Quần này mà không dày không đẹp là không lấy tiền luôn này, siêu dày ha mấy chị ha, siêu dày luôn. Quần này có một cái nó khác cái hôm bữa là nó không có bo chân phía, không có bo phía dưới ha mọi người. Quần này nó ống túm luôn, nó không có bo, nó túm luôn nha mọi người nha. Đó nó không bo, quần lên phơn cực kỳ đẹp. Ai lấy quần chốt quần, ai lấy áo chốt áo giùm em nha. Quần form đẹp lắm mọi người, tin em đi nói thiệt đó. Quần này form đẹp lắm, quần em lựa là form không bao giờ xấu đâu mấy chị yên tâm ha. Quý Thiên Xuân màu đô nha. Màu đô nè, Quý Thiên Xuân cho em lại số điện thoại người đẹp ơi, Quý Thiên Xuân nè. 55.000 áo ha, Quý Thiên Xuân nè. Đó rất là dễ thương luôn. Quý Thiên Xuân màu đô nè, em lấy quần 50kg áo đen ok em nha. Phan Xuân Thức nè, cho chị xin lại số điện thoại em ơi, Phan Xuân Thức nè. Quần này 101 thôi, đẹp lắm mấy chị yêu, thiệt á. Size nào cũng có hết mà miễn là 55kg độ xuống thôi, đừng có trên 55kg là ok. Phan Xuân Thức nè. Cái này vừa đây. Cái nào? Ngôi sao. Ngôi sao 5, ngôi sao 75. Này cho Phan Xuân Thức. Đó, Phan Xuân Thức cho chị xin lại số điện thoại nha. Vậy đơn em đi chưa? Đi rồi mà, đi chút 2 ngày, đi 2 ngày rồi em ơi. Đi 2 ngày rồi, cái quần hôm bữa là viền khác, nay viền khác nha em nha. Cái áo em mặc là vải lụa, quần em mặc là 101 đó chị ơi. Em á, em 55kg cao 1m62 nha mọi người. Em là em 55kg cao 1m62 ha. Chất này là chất lụa nha mấy chị, vải đẹp lắm. Sơ mi thì nó có một chất thôi, sơ mi mà 55.000 thì nó chỉ có một chất thôi là chất lụa ha mọi người ha. Nó chỉ có hình khác, form khác. Quý Thiên Xuân với Phan Xuân Phước cho em số điện thoại nha. Quần đẹp lắm mọi người ơi, quần thì bên em thì chị nào mà có mua hàng qua hàng quần qua rồi cho em xin cái feedback đi mọi người. Liền tại chỗ luôn cho mấy chị hả, mấy chị trên đây mấy chị tin là nó đẹp thôi. Em nói thiệt có quần rất là ok mọi người, chất đẹp lắm mấy chị ơi, yên tâm mặc hả. Quần này không đẹp không lấy tiền luôn. Quần là mấy chị ra ngoài mua là không có 101 một quần đâu. Em nói thiệt có quần 101 là không có hàng như vậy đâu mấy chị. Hàng này mấy chị ra ngoài mua chỉ có là 250 trở lên thôi. Cái đó là em nói thiệt luôn. Em bán là bao rẻ luôn rồi. Màu đen đây em, đen nè. Đen nè, màu đen mà cũng coi nó trời. Đen đẹp chị mà cũng coi nữa. Màu đen nào giờ nó vậy rồi mà còn coi nó thiệt tình á. Rồi hả. Ai lấy quần thì chốt quần em luôn nha mọi người. Quần đẹp lắm mấy chị ơi. Quần này mặc bao im luôn. Nè, Phan Xuân Thức màu đen nè. Rồi ai lấy áo sơ mi mặc nữa không? Hồng ruốc nha. Hồng ruốc màu trắng nha, màu rêu nè. Hồng ruốc trắng rêu mọi người. Đó, còn có 3 màu thôi nè. Hồng rốt màu trắng màu rêu ha. 55.000 áo, 54kg, 55kg độ xuống ok áo này luôn. Áo này 54, 55kg mặc vừa luôn ha mọi người. Sakavi áo này ok nè.
Chị nào mà mua hàng sơ mi qua rồi bên em mà mấy chị biết cái chất mà chất đẹp lắm, chất lụa. Chứ sơ mi thì nó chỉ có một chất một thôi. Nếu như mà hàng 55 nghìn thì nó chỉ có một chất một thôi ha. Rồi ha, màu hồng rút, màu rêu với màu trắng. Rồi ai đem hết thì comment em, quần em mặc có chị nào lấy không? Quần này đi viền khác ha, quần này đi viền Adidas ha. Áo 54kg 10 nha Tuyền Quỳnh. Áo này phơm thoải mái, phơm rộng nè. Tại em mặc mà rộng, chị mấy chị mà thấy mặc rộng rộng lại mặc ok. Hết đen rồi hạt dẻ ơi, lấy rêu được không? Hết màu đen rồi. Em lấy cho chị cái quần thêm luôn nhé. Ok Đặng Thảo nè, em lấy cho chị quần size to ha. Đặng Thảo nè, 101 một quần thôi mấy chị yêu. Vải đẹp lắm nha mấy chị yêu nha. Quần này mà mua về mà chê vải xấu là mấy chị cho hoàn tiền cho mấy chị luôn. Quần này mặc rất là ok, vải rất đẹp. Đặng Thảo nè. Rồi áo sơ mi mà em có hồng ruốc nè, màu rêu màu trắng thôi nha. Hồng ruốc cho Ngọc Nguyễn nè, ok nè. Đẹp lắm mọi người, 55 nghìn thôi nha. Ngọc Nguyễn nè, Tiền Quỳnh hồng ruốc luôn, ok chị nè. Tiền Quỳnh hồng ruốc nè, dễ thương lắm nha mọi người. Mấy chị nào mà mua hàng bên em rồi, mua lần hai lần là mấy chị biết cái phơm quần phơm cái phơm hàng bên em liền à. Thì có chị thích mặc ôm nhé, ok chị nha. Tại vì chị 54kg mà chị cao 1m54 là em sẽ lấy chị size to, chứ size nhỏ sẽ gì mà không vô. Mà cái quần này mà ôm lắm yên tâm đi, bao nhiêu ký mà cũng vô hết trơn, miễn là dưới 55kg là ok. Rồi em còn màu rêu, màu hồng, màu trắng, em ai lấy nữa mà. Hồng em còn đúng một cái thôi nha. Rêu hồng trắng ha, sơ mi trắng là bao đẹp rồi. Sơ mi trắng là mặc lên là cực kỳ đẹp luôn. Mấy bữa mới chốt đơn á chị. À mai chốt nha Ngọc Nguyễn ơi, nhớ mà mai mai chốt ha. Trời ơi, trắng quá đẹp luôn. Trắng nè, cái vải trắng cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Trắng này nó đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Trắng này nó làm vậy thôi, mấy cái mẫu kia chút xíu nè, tại vì nó là màu trắng á. Đó, đẹp lắm luôn ha mấy chị luôn ha. Cái màu trắng này, cái chiếc áo trắng thì nó có thun nhẹ ha. Cái sơ mi màu trắng, cái chất của nó có thun nhẹ hơn là mấy cái sơ mi màu. Đó, tại vì trắng nó mặt trắng nó là màu trắng mà nó thường nó làm vậy thôi, mấy cái phơm mấy cái áo kia xíu. Rồi trắng rêu với hồng nha. Ai lấy trắng rêu hồng thì comment trắng rêu hồng giùm em. Rồi có chị nói xét em mặn không? Ấy là cái quần em mặn không? Ai lấy quần em mặn thì chốt nghe nha. Em qua mẫu nha mấy chị ơi. Qua mẫu đây, qua đầm nha mọi người nha. Qua đầm ha. Qua đầm đi, quần 55kg cho hàng nguyên nè. Quần 55kg, quần này mà em nói 55kg vừa là vừa ha mấy chị ha. Yên tâm tin em đi. Quần này mà quần nó co giãn nhiều lắm luôn. Em mới dám báo là 55kg đó. Chứ thực sự em bán là lúc nào cũng chưa hao số ký cho mấy chị hết trơn. Nên là quần này mà em dám báo 55kg là mấy chị yên tâm nó vừa nha mấy chị yêu nha. Quần này bán nhiều lắm luôn rồi. Nên là yên tâm mặc đi, thoải mái. Thoải mái mua. Mùa nhật thực trắng trên số điện thoại chị ơi. Mùa nhật thực trắng nè, trên số điện thoại nha chị nha. Mùa nhật thực trắng nè, 55.000 thôi. Rất là dễ thương luôn, có đầm chứ. Mùa nhật thực trắng cho em số điện thoại nha chị yêu. Rồi sơ mi em còn màu trắng, màu hồng với lại màu rêu nha. Quần nè, đứng lên cho mấy chị xem lần nữa nha. Quần em mặc 101 một quần ha. Cái này lưng vừa vải, không phải lưng thấp đâu nha mấy chị yêu ơi. Đây, co giãn cực kỳ luôn. Cái này nó không có bo phía dưới mà nó ôm ống thôi mấy chị yêu ha. Nó phơm, nó ôm ống nên là mặc. Nhìn cái chất, cái quần của nó rất đẹp. Đó, xinh chưa. Rồi, ai lấy quần cùng bên quần thì em. Em qua mẫu đây à, qua đầm. Đầm nha mọi người, đầm này đầm lanh. Đầm lanh dễ luôn á. Ai lấy sơ mi em mặc nữa thì chốt giùm em hả. Rồi ai lấy quần thì chốt quần giùm em luôn nha mọi người. Qua mẫu đi ha. Phơm quần là bao ok luôn. Mùa nhật thực xuống rồi. Mùa nhật thực ơi, cho em số điện thoại đi nè. Hàng bên em mà không cho xem chị Đặng Thảo ơi, nhưng mà hàng về có bị lỗi á, thì em sẽ đổi ra cho chị nha. Còn bên em mà không cho xem hàng đâu người đẹp ơi. Rồi đầm này, ô nãy ai kiếm đầm baby doll nhỉ? Đầm baby doll đây. Đầm lanh baby doll ha mấy chị ha. Dễ thương quá trời, đầm này 50.000 ha. 50.000 một đầm, 53kg độ xuống là ok thôi. Rất là đẹp. Đó, cưng chưa?
Đầm này chắc tầm 53 kg độ xuống mà ok nha mọi người. Mọi em mặc là màu đô ha mấy chị ha. Màu đô dễ thương lắm luôn, vải lanh nha mấy chị, bông nè. Rồi, mọi em mặc là màu đô nha. Màu đô, màu này là màu biển. Màu đô, màu biển, màu hồng dâu nè. Đô biển hồng dâu nha, màu dương nha mọi người. Màu dương ha mọi người nha, màu dương nè, màu rêu. Rồi màu xanh chuối. Xanh chuối mấy chị ha, xanh ngọc chứ xanh ngọc nè. Em gửi nhầm chị một bộ đồ bộ em ơi. Ủa bộ nào mà nhầm với chị mua nhờ thật ơi. Hình như bữa gì có mấy cái mà sao nhầm vậy ta. Nhầm bộ nào vậy. Rồi ha. Mấy đơn trước đâu có nhầm đâu mà sao đơn này nhầm vậy trời. Rồi mọi mặt là màu đô nha mọi người. Màu đô này, màu là xanh chuối ha. Xanh chuối. Rồi màu này màu xám nè. Rồi màu này màu dâu ha mọi người ha. Màu dương nè, màu rêu nè. Rồi màu hồng sen nha mọi người nha, màu hồng sen. Rồi màu này là màu xanh ngọc. Xanh ngọc đây, à lấy đi cùm em luôn, đậm đi chung màu em mặc nữa ok chị nè. 50.000 một đầm thôi. Đậm thị chung nè. Dễ thương lắm nha mấy chị ơi, vải mặt mát lắm á. Đậm đi chung màu em mặc nè. Bộ vàng nào ta? Vàng nào vậy ta? Chị chụp, có gì chị chụp hình chị gửi qua tin nhắn giùm em nè chị yêu. Có gì chụp hình gửi qua tin nhắn giùm em đi chị ơi, tại giờ nói cũng không nhớ là cái gì nữa. Màu rồi, mọi mặt là màu đô nha mọi người. Màu đô, màu xanh ngọc nè, màu xanh chuối nè. Đô xanh ngọc xanh chuối ha, màu xám nha mọi người nha, màu xám. Rồi màu hồng dâu đây ạ, à. Đầu là đẹp lắm á, dễ thương lắm luôn. Bông ha mọi người ha, rất là đẹp luôn nè, cổ nè. Đó xinh chưa, cổ nè ha. Đẹp lắm nha mọi người, màu dương nha mọi người nha. 50.000 một đầm thôi, chị Như Phạm Quỳnh Như ơi. Rồi màu rêu nha mọi người nha, màu rêu. Màu này là màu hồng sen ha mọi người ha. Hồng sen. Rồi ai lấy comment giúp em luôn, 50k thôi mấy chị ơi. 50.000 một cái đầm em mặc thôi à. 50.000 một đầm, 53 kg độ xuống mà ok. Ai lấy comment giúp em nha mọi người. Chị nào lấy comment giúp em luôn nha mọi người nha. Rất là dễ thương luôn mọi người ơi, đẹp lắm. Rồi có ai lấy đầm em mặc không? Đầm này quá xá đẹp luôn. Vải đẹp lắm nha, vải mặt mát lắm á. Vải mặt là hơi bị thích luôn. Đây nè, đó xinh chưa? Đẹp lắm luôn nha. Đây nè, đó xinh lắm mọi người, xinh lắm luôn nha mấy chị yêu ơi, rất là đẹp. Đó, phơm đầm mặt lên nhìn dễ thương lắm luôn mấy chị. Rồi, ai lấy màu gì nữa không? Ai lấy thì chối giùm em nha mọi người nha. Chị nào lấy thì chối giùm em nha. Màu đô, màu rêu, rồi đọc màu lại lần nữa nha. Ai lấy thì chốt nha, không ai lấy qua mẫu nha. Màu đô, màu rêu, màu hồng sen. Đô, rêu, hồng sen nè. Rồi màu dương nha mọi người. Rồi màu hồng dâu nha mọi người nha. Màu này màu xám. Màu em mặc cho qua nắng nè, ok nè. Qua nắng này giờ có đơn chưa? Qua nắng cho em số điện thoại đi qua nắng rồi. Rồi màu này màu xanh chuối nha mọi người ha. Xanh chuối. Xanh ngọc nè. Xanh ngọc. Ừ, nhưng chị để tặng bạn cũng được vì đồ bộ chị bị ngắn. Vậy hả? Vậy hả chị ơi, tại vì em không biết, em nhớ là tại vì hàng của chị nào là lấy đây bỏ vô bịch hết trơn luôn. Có chưa? Rồi màu rêu đi nha mọi người nha. Ok chị mua nhật thật ha. Còn nếu không được thì nếu mà em gỡ lùng thì em đổi lên cho chị cho cũng không sao hết. Rồi màu rêu nha mọi người ơi. Ok chị qua nắng ha. Rồi màu rêu nha mấy chị ơi, rêu rêu. Ai lấy không? Rêu nha mọi người. Rêu hồng sen, màu dương, màu hồng dâu, màu xám, xanh chuối, xanh ngọc. Rồi ai lấy comment giúp em nha mọi người nha. Qua mẫu. Qua mẫu luôn nha mấy chị ha. Qua mẫu luôn nè. Rồi qua xét đi nha mọi người. Lên một hai cái lên xét ha mọi người ha. Xét tay ngắn nè. Mà xét này vải tay ngắn hay sao? Như xét này tay ngắn hay tay dài nữa. Để đôi mặt của là nắng thôi. Ôi xét này tay dài rồi mấy chị ơi. Xét này tay dài rồi. Rồi, xét em mặn nha mọi người ơi, 75.000 nha mấy chị yêu. Xét này chắc tầm 52 kg độ xuống thôi. Xét này tầm 52 kg độ xuống thôi nha. Mọi mặn màu vàng 75.000 ha. Rất là dễ thương luôn mấy chị. Đó, dễ thương chưa ạ? Mọi mặn là màu vàng nha. Em có màu vàng, màu hồng, màu ngói, ba màu.
Vàng hồng ngói ba màu set này 75 ngàn thôi mấy chị ơi, đẹp lắm. À, chiếc này là thun cô tông thôi mấy chị, không có thun da cá đâu. Chiếc này thun cô tông nha mọi người, nhưng mà tầm 52kg độ xuống thôi nha mấy chị. Rồi màu vàng, màu hồng với màu ngói ba màu. Vàng hồng ngói, ai lấy màu nào comment cho mình màu đỏ luôn. Gửi chị sơ mi hồng nó rêu được không em, ok chị Thùng Quỳnh. Gửi chị màu rêu đi. Rồi, bộ mà ai lấy comment em nha, em có màu vàng, màu hồng với là màu ngói thôi nha mọi người. Vàng hồng ngói nha mọi người nha. Mỗi màu hồng đến màu rêu. Rồi màu vàng, màu hồng, màu ngói nha mấy chị yêu nha. Vàng hồng ngói nha mọi người. Đỏ màu vàng, màu hồng, màu ngói nha mọi người ha. Rất là dễ thương luôn, 52kg độ xuống là ok thôi nha mấy chị ơi. Đây nè, chiếc này là chiếc cô tông 100% luôn nha mấy chị. Cô tông nha mọi người, không phải thun da cá đâu. Nó là chiếc cô tông á nên là mặt rất là êm. Đây ha mọi người ha, mình hàng láng nè, mình hàng là mình hàng trơn nha mọi người nha. Cái chị mình hàng màu bên trong đây là mình hàng trơn á, là nó là chiếc cô tông hết nha mấy chị. Tại da chị đen. Da chị đen mặc màu hồng chứ sao mặc màu rêu trời. Màu hồng nhưng mới sáng da, mặc màu rêu thấy nó còn đen hơn nữa. Mà tùy chị thích thôi. Rồi hạt dẻ màu vàng ok nè. Rồi em còn màu vàng, màu hồng với là màu ngói nha. Em còn hồng với ngói nha. Đó, thường thường thì da mà ngâm á thì mặc màu sáng là nhìn cái da mình sẽ sáng hơn, chứ mà da mà ngâm là mặc màu tối là nó sẽ tối hơn nữa. Mà tùy mình thích thôi à. Rồi, màu rêu ha. Ấy lộn, em còn màu hồng với là màu ngói nè. Hồng với ngói, ai lấy hồng ngói chốt hồng ngói em nha mọi người. Hạt dẻ nó gì có đơn chưa? Hạt dẻ có đơn rồi phải không? Này hạt dẻ nè, rất là dễ thương luôn nha mấy chị. Hơi bị xinh luôn á. Màu ngói nè, ok Hiền Chi Bi nè. Hiền Chi Bi cho em số điện thoại nha Hiền Chi Bi ơi. Rồi em còn một cái màu hồng thôi nha. Em còn một cái màu hồng, ai lấy hồng chốt hồng giùm em luôn. Đó, cái quần chung đó, cái này của Hiền Chi Bi nè. Hiền Chi Bi cho em số điện thoại nha. Rồi em còn một cái màu hồng nha. Bộ này thì tầm 52kg độ xuống thôi nha mấy chị đẹp. Rồi em còn một bộ màu hồng thôi nha mọi người. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em nha mọi người nha. Đó, dễ thương chưa? Cô tông 100% luôn ha. Đây. Rồi sao lấy chỉ nha. Rồi còn một bộ màu hồng. Ai lấy màu hồng chốt màu hồng giúp em nha mấy chị nha. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em luôn là em qua mẫu đây. Hả? Cái gì? Rồi qua set váy nè. Em qua set váy nha, em còn cái hồng nha mọi người. Ai lấy hồng thì chốt như màu hồng thôi mọi người ha. Set váy này, set váy này còn dễ thương lắm, 4 màu nha. Màu đỏ, màu đô, màu xanh với là màu đen ha. Mệt quá đi. Trời, set váy này dễ thương lắm mấy chị ơi, dễ thương cực kỳ luôn á. 53kg độ xuống là ok nha mọi người. Rồi tầm 52. Màu đỏ này 52kg thôi, xong màu đỏ này nó ôm quá trời luôn. Màu đỏ này cái áo này đi nó ôm luôn mấy chị. Để em mở cái máy màu khác ra coi nó có bị không. 55.000 một set ha, set váy mặc ha. Để em chút nha. Rồi, thôi 52kg độ xuống là ok nha mấy chị yêu. 52kg độ xuống mà ok nha mấy chị ơi. Em có màu đỏ, màu xanh nha. Màu đỏ, màu xanh, màu đô với màu đen. Đỏ, xanh, đô, đen nha mọi người. 52kg độ xuống mà ok ha. Xếp này chế nào nhỏ nha con, mặc đẹp lắm nha mấy chị ơi. KT nha mọi người. Rồi,
màu đỏ, màu xanh, màu đôi với màu đen. Cái này có rút ra đây nè, loan quỳnh màu xanh nè, ok nè. 52kg độ xuống là ok nha mấy chị ơi, nhớ là phải nghe rõ số ký giùm em nha mọi người. Rồi loan quỳnh màu xanh nè, dễ thương lắm mấy chị, đẹp lắm luôn á. Thôi loan quỳnh màu xanh nè, màu đỏ là màu em mặc 52kg độ xuống nha, màu đỏ, màu đơn, màu đen nha mọi người nha, đỏ đô đen, ai lấy comment giùm em đỏ đô đen nha. Rồi 55.000 một set váy, em mặc ai lấy set váy mặc thì comment giúp em luôn. Mấy cái này ở dưới đây nó không có bị ôm nè, cái màu đỏ của em nó bị ôm quá xá luôn. Cái mấy cái này cho tầm 53kg độ xuống là ok nha mọi người, nhưng mà riêng cái màu đỏ thì 52kg thôi. Cái này nó ở dưới đây nó may như là bị nhỏ nha, thùng nó bị nhỏ nên là cái màu đỏ thì 52kg thôi nha, còn màu đô với màu đen thì 53kg độ xuống mặt người ha. Đó dễ thương lắm luôn mấy chị, đó cực kỳ đẹp luôn mọi người. 55.000 nha, màu đỏ là 52kg độ xuống, còn màu đen với màu đô là 53kg độ xuống mặt ok nha mọi người, rất là dễ thương luôn ha mấy chị, xinh lắm mọi người ơi. Rồi chị nào lấy thì chốt giùm em luôn nha, em còn đúng 3 màu là hết rồi nha mọi người. 55.000 thôi ha mấy chị luôn ha, màu đô màu đen với lại màu đỏ, đô đen đỏ, set này chỉ là nhỏ nhỏ con nhưng mà ok nè, mặt đẹp lắm luôn á. Rồi chị nào lấy màu gì thì chốt giùm em màu đỏ luôn nha mọi người, KT nhưng mà KT mềm ha, KT rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy cùng mình em nha mọi người ơi, màu đỏ, màu đen với màu đô ba màu nha mấy chị nha, màu đỏ, màu đen với màu đô ba màu thôi, rất là xinh luôn. Rồi ai lấy màu gì chốt màu đỏ giùm em luôn ạ, đẹp lắm ha mấy chị, xinh lắm luôn. Rồi em bao mẫu đây, đỏ cho Phương Thanh nè, ok nè. Rồi em còn màu đô với màu đen thôi, ai lấy đô với đen không? Em còn đô với đen thôi nha, ai lấy màu đô với màu đen không á chị ơi, chị nào lấy đô đen comment em đô đen nha mọi người. Rồi lên pyjama quần đùi nha mọi người nha, pyjama quần đùi nè, dễ thương lắm luôn. Phương Thanh nè, Xuân hả? Ờ. Xuân hả? Nãy có đơn hả? Xuân hiểu không? Ờ, Xuân Thanh. Rồi, pyjama nha mọi người. Pyjama này 50.000 thôi, rất là dễ thương luôn nè. Pyjama này kiểu mới hoàn toàn luôn. Năm mươi ba kg độ xuống mặt ok nha mọi người. Màu em mặc là màu hồng dâu nha mọi người nha, hồng dâu. Đây dễ thương lắm rồi, nhỏ đẹp chưa. Rồi 50k một bộ thôi nha, tầm 53-54kg độ xuống ok. Đó dễ thương chưa, mọi em mặc là màu hồng dâu, 53kg độ xuống nha mọi người, hồng dâu mà mọi nha, hồng dâu nè. Năm mươi một bộ thôi, hồng dâu nha, màu xanh đậm, màu này là màu xanh coban nè, xanh coban nha mọi người, màu vàng ha mọi người ha, màu vàng, màu biển đây, màu biển 53kg độ xuống mặt ok. Rồi màu này là màu, màu này là màu đen, màu đen ha mọi người ha, màu đen, màu đen, màu tím nè, màu hồng sen. Rồi ai lấy màu nào chốt màu đó em luôn à, rất là dễ thương luôn nha. 53kg độ xuống mặt ok nhưng mà chỉ có 50.000 một bộ thôi, nhìn rất là đẹp luôn, giống như là nhìn giống như sao, nhìn giống như là mấy cái đồ của Nhật á, giống như là mấy cái kimono của Nhật gì đó, dễ thương lắm. Loan quỳnh hồng dâu nè, ok nè, loan quỳnh hồng dâu nè, 50k thôi. Người vô hình màu đen cho em số điện thoại nha chị ơi, người vô hình đen nè cho em số điện thoại luôn, 50.000 thôi, người vô hình màu đen nè. Rồi ha, mọi mặt hồng dâu nha, hồng dâu hồng sen nè mấy chị ơi, màu tím nha, hồng dâu hồng sen, màu này là màu, ủa không phải tím, màu này là màu xanh tím á mọi người, tím xanh ha, nó vừa ánh tím mà vừa ánh xanh nữa. Ôi ghi lại màu tím đi. Rồi màu hồng sen, màu tím nha, màu biển nha, hồng sen tím biển. Rồi này là màu vàng nè mọi người, màu vàng ha mọi người ha, màu vàng, màu này xanh coban nè ạ, màu em mặc là màu hồng dâu. Rồi màu này là màu hồng đây, màu hồng nha mọi người nha, màu này là màu hồng nhạt ha mấy chị luôn ha, hồng á rất là đẹp luôn. Rồi màu nhạt thật, màu tím nè, ok nè,
Này mình thay màu tím này 50.000 thôi mọi người, 53 kg độ xuống. Ok đùi nha mấy chị nha. Màu biển cho Ngọc Hà này, ok này. Ngọc Hà biển cho số điện thoại Ngọc Hà ơi. Ngọc Hà biển cho số điện thoại. Ủa Ngọc Hà này có đơn hả? Ok gộp đơn. Bữa trước gì? Ngọc Hà đơn bữa trước là bên nào vậy? Đơn đuổi Ngọc Hà cho số điện thoại đi Ngọc Hà. Cho số điện thoại lại đi Ngọc Hà ơi, cho lại số điện thoại nha, rồi mặc là hồng dâu nha mọi người nha. Hồng dâu này, hồng sen nè, rồi màu vàng ha. Hồng dâu, hồng sen vàng, Sakavi hồng dâu ok nha. Vàng An An nè, ok chị nè, An An vàng nè. Cho em xin lại số điện thoại luôn An An ơi. An An màu vàng cho em số điện thoại luôn nha chị. Đúng. An An nha. Có rồi hả? Ờ, không phải, An An Sakavi em mặc rồi. Bộ em mặc hết rồi, em còn hồng này thôi chị Ngọc Tiền. Em còn hồng này nè. Ngọc Hà ơi, cho lại số điện thoại đi chị. Đơn hôm trước chị có hay không có thì cũng cho em số điện thoại hết đi nha. Mấy chị ơi, em còn hồng này thôi chị Ngọc Tiền, lấy hồng này giùm em đi. Hồng này là màu hồng phấn á, đẹp lắm. Rồi em còn màu hồng phấn đó mọi người nha. Hồng phấn này, hồng sen nè. Chứ là màu xanh coban thôi. Hồng phấn, hồng sen với xanh coban 3 màu nha mọi người nha. Còn đúng 3 màu nhất là hết nha. Hồng này cũng đẹp lắm, nó cũng na ná giống như màu em mặc thôi. Nhưng mà cái này là ngã sen dâu, cái này ngã sen hồng, đẹp cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi em còn màu hồng nha mọi người ơi, màu hồng nha, màu xanh coban với lại màu tím rồi ai đúng không? Hồng, xanh coban với tím, đúng 3 màu thôi là hết rồi. Cái bộ em mặc dễ thương lắm mấy chị ơi, nhìn rất là lạ nha, nó không có giống như mấy cái pyjama kia. Nè pyjama này như là giảm như là mấy cái dạng pyjama nào của Nhật Bản á, rất là đẹp luôn. Xinh lắm ha mọi người. Đó, cổ tim nè, rất là đẹp. Rồi còn 3 màu thôi nha, màu hồng này ha. Hồng xanh với lại màu sen, màu hồng màu xanh với màu hồng sen, rồi 3 màu. Ai lấy màu nào thì chốt màu đó em luôn đi ạ. Chị nào lấy màu nào chốt màu đó em luôn. 50.000 một bộ thôi Phan Ngọc Dung ơi. 50.000 một bộ thôi nha. Quần ngắn nha chị ơi, quần ngắn nha Phan Ngọc Dung nha. Mọi mặc quần ngắn rồi ai lấy đi comment giúp em luôn nha mấy chú ơi. Chị nào lấy comment giúp em luôn, em mặc ở đây. Xanh ok chị em nha, một cái màu xanh luôn ha. Đẹp lắm, 50.000 thôi, rất là dễ thương luôn. Nghe ngay màu xanh nè. Bao xuất sắc luôn nha. Rồi, 3 mẫu. Áo này 45.000 thôi nha mấy chị. Áo này 45.000 thôi nha. Cái em mặc áo phi lụa nha chị ơi. Cái áo em mặc phi lụa nha. 53 kg độ xuống mặt vừa nha Phan Ngọc Nhung ơi. Rồi áo này chiếc cotton nè mọi người, 45.000 thôi nha mấy chị. 45.000 một áo thôi nha mấy chị ơi, dễ thương lắm luôn. Đây nè, 45.000, 55 kg độ xuống mặt ok hết nha. Em màu trắng, rồi ai lấy áo gấu đi comment giùm em áo gấu nha mọi người nha. 45k một áo, 55 kg độ xuống mặt ok. Gấu chiếc cotton bao dễ thương luôn, rõ đẹp chưa. Rồi ai lấy áo gấu comment giùm em áo gấu nha mọi người nha. Gấu ha, dễ thương lắm nè mấy chị yêu ơi. Gấu Mochino cực kỳ xinh luôn nha mọi người. Cô tông 100% luôn nha mấy chị đẹp. Nè, trước là chiếc cô tông nha mọi người nha. Mình hàng cô tông 100% luôn mấy chế. Chế nào lấy comment giúp em nha mấy chế nha. Rồi chị nào lấy comment giúp em luôn ạ. Màu trắng nha mọi người nha. Trắng hơi bị xuất sắc luôn. Vải mềm mịn đẹp lắm. Chị 58kg không vừa rồi. Đúng rồi, 58kg là không mặc dù cái nào bên em hết trơn á. Rồi ai lấy áo gấu comment áo gấu em ha. Còn 3 cái thôi là hết rồi mấy chị. Còn đúng 3 cái thôi là hết rồi nha mọi người nha. 53kg độ xuống mặt. Ơi 55kg độ xuống mặt ok chứ. 45.000 áo. Một màu trắng duy nhất luôn nha mấy chị nha. Một màu trắng thôi, rất là đẹp. Nè vải mịn lắm luôn mấy chị thấy không. Cô tông 100%, vải rất là mịn nha mấy chị nha. Rồi ai lấy gấu thì comment em áo gấu luôn nha mọi người. Áo gấu rồi ha. Xinh lắm luôn mấy chị ơi, rất là xinh luôn. Rồi em mang mẫu đây nha mọi người. Xách bộ hả? Rồi lên xách bộ nè. Lên xách bộ nha. Đây xách bộ nè. Đẹp lắm ha. Thì cái này của Sakavi nè.
Trời ơi, xế này vải đẹp quá trời. 85.000 một bộ nha. Xế này 85.000 một bộ nha mấy chị ơi. 85.000 53 kg xế mà ok xế này. Rồi một màu duy nhất nha mấy chị nha, một màu một duy nhất. Rồi ai lấy set vàng chốt set vàng giùm em luôn, 85.000 một set nha mọi người nha. 53 kg độ xuống mặt ok, vải đẹp lắm nha mấy chị ơi, vải đẹp lắm luôn. Quần này của nó là quần thun 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 giống như là cái áo luôn á, rất là đẹp nha mọi người nha. Nguyên một set cực kỳ đẹp luôn. Đó đẹp lắm luôn nha mọi người. Rồi 53 kg độ xuống mặt ok. Ai lấy set vàng thì chốt nguyên chữ set vàng luôn nha mọi người nha, set vàng ha. Hơi bị chuẩn luôn mấy chị, đẹp quá trời luôn. 85.000 một bộ nha mọi người. Bồi 85k khóa khéo cực kỳ đẹp luôn. Cái này mấy chị không thích mặc xé thì mấy chị làm này, làm áo khoác vẫn được luôn, đẹp lắm. Mà một cái áo hai dây bên trong, cái này làm khoác bên ngoài ha mọi người ha, cực kỳ chất luôn. Rồi ai lấy bộ thì ai lấy xé thì comment như chữ xét vàng nha mọi người. Đó LV nè, cực kỳ đẹp chưa, LV ha mọi người ha, rất là xuất sắc luôn. Caro mặc đẹp lắm mấy chị ơi, mặc nhìn bụi lắm luôn nha. Rồi ai lấy thì comment như chữ xét vàng luôn nha mọi người. Một màu thôi ạ, à, một màu một thôi. Ai lấy comment giúp em luôn mấy chị yêu nha. Xuân Thanh màu vàng này 85.000 nha mọi người. Xế này vải đẹp lắm đó, mấy chị tin em đi. Xế này vải rất là đẹp ha. 85.000, 53 kg độ xuống mặt ok. Rồi. Xuân Thanh màu vàng này. Xuân Thanh vàng. Rồi ai lấy vàng nữa không ạ? Quần dạ, quần này hả chị? Em mặc, chị mặc là ngắn thôi chị ơi. Nếu mà chị mặc là ngắn à, nếu mà chị mặc là lửng thôi, lửng dạng như là lửng lửng đó chị. Vải giống set 3D. À đúng rồi, vải giống set 3D á Ngọc Út Bụm ơi. Vải giống set 3D, em lấy set này không? Set này vải đẹp lắm. Cái vải này giống set 3D á, những cái set như thế này nè đa số thường là nè, đúng rồi, mình hàng set 3D nè. Nãy giờ quên, nãy giờ muốn nói sao cho mấy chị hiểu mà tự nhiên quên mất tiêu. Nó hình như là cái chiếc thun mà thun như của set 3D vậy đó mấy chị, rất là đẹp luôn ha. Ship hoàng quá ha, ship tỉnh đồng giá 35.000 nha mọi người. Bao nhiêu sản phẩm cũng 35.000 thôi mấy chị yêu ơi. Rồi ai lấy set vàng thì comment em set vàng. Úp bụng cho chị xin số điện thoại đi em. Úp bụng nghe chưa đâu không? Nhức đầu quá trời luôn mấy chị ơi. Úp bụng nè 85.000 một bộ ha. Không có size to à, không có size to chị Phan Ngọc Nhung ơi, hàng bên em là hàng free size à, không có size to chị ơi. Em cũng muốn cái bộ nó to, nó có size lắm nhưng mà rất tiếc là nó không có size. Đây nè, để đứng cho chị Bùi Nhật Thực coi nè. Đây ha. Ui da. Nó có quần ở đây à, đẹp lắm mọi người. Nhưng mà em thấy chị mặc quần lửng xíu cũng đâu có sao đâu chị ơi, mặc quần lửng gì cũng đâu có sao đâu, mặc thành set lửng mà. Khách của em có cái gì thích đó, họ cũng mặc thành set lửng thôi. Đâu có vấn đề gì đâu. Trần Ái My Trần xếp vàng cho số điện thoại. Trần Ái My Trần ơi, Trần Ái My Trần cho số điện thoại nha. Đúng rồi, mà cho chị xin lại số điện thoại đi để chị gộp đơn cho nó dễ nha em ơi. Không phải Trần Ái My Trần này cho em số điện thoại thì nha. 85.000 một bộ nha. Đơn của chị đi rồi Hương Lê, đơn của chị là đi rồi nha Hương Lê nha. Rồi ai lấy xếp vàng thì chốt cho chị xếp vàng luôn nha mọi người nha. 85.000. Rồi có chị nào lấy nữa không ạ? 85.000, 53 kg xuống mặt ok hết nha. Rất là đẹp mấy chị ơi, dễ thương lắm. Xinh lắm luôn nha mấy chị nha, đẹp lắm. Rồi ai lấy set này không ạ? Chị nói lấy set này nữa hả? Em hả? Em 55 kg. Em cầu cái 62 chị ơi, nhưng mà hàng em bán này, cái nào cũng mặc vô hết á. Em trừ 53 kg là em trừ hao luôn rồi, trừ hao cho mấy chị luôn rồi. Tại sợ mấy chị có mấy chị bự quá mà không vô nên là phải trừ hao. Chứ không thôi mấy chị cứ nghe số ký mấy chị mua rồi về nhiều lúc mà không vừa đó, lúc nào cũng trừ hao hết trơn. Em mà mặc vừa là em sẽ trừ hao xuống 2 kg ha. Còn em mà mặc rộng là em sẽ cho mấy chị là 55 kg độ xuống mà ok. Đó nên là set này em mặc vừa là 53 kg độ xuống thôi. Chứ mà nói 55 kg là mấy chị mua về thế nào mặc cũng bị ôm. Là 53 kg độ xuống là ok ha. Cái đó là kinh nghiệm luôn. Rồi ai lấy vàng nữa không mọi người ơi, chị nào lấy nữa không? Ai lấy xếp vàng nữa không mấy chú yêu ơi? Chú ơi xếp vàng chút, xếp vàng giùm em nha mọi người. Rồi nha, pyjama này mọi người. Pyjama quần dài ha mấy chú yêu ha.
quần dài tay ngắn. Cái xé này thì 55kg độ xuống mặt vừa. Hương Lê vàng hả? Cho em số điện thoại đi Hương Lê ơi. Hương Lê nè, cho em số điện thoại lại nha. Đúng lên chị coi nha. Ok, đợi em xíu. Đây. Ừ, Hương Lê đó, cho em số điện thoại nha chị yêu. Nè, xé này vải đẹp lắm. Nó cái vải của nó như là cái vải 3D vậy đó mấy chị. Rất là xinh ha mọi người ha. Đó, 85.000 thôi. Chất đẹp lắm mấy chị ơi, chất mặt thoải mái lắm, không có bị ngứa, không có bị như là rít rít đó mọi người, mà thoải mái lắm luôn. Set 3D là nói chung là cái set này mấy chị mặc hả, trời ơi, là bao thích luôn nha. Rồi, ai lấy set vàng thì comment em set vàng luôn nha mọi người. Rồi ha mọi người ha, pyjama này là tay ngắn, quần dài ha mấy chị ha. Còn set tay ngắn không chị? Set tay ngắn hả? Set tay ngắn như là à còn ở đây nè, để xíu nó lên tay ngắn cho coi. Rồi ha, rồi nha, bộ pyjama nha mọi người. Pyjama nha mọi người, pyjama này 55kg độ xuống mặt ok hết nha. Tay ngắn quần dài không chế ha, 55kg độ xuống mặt vừa hết. Em còn hai màu hồng, cái này là hồng nhạt. Đây, màu này là màu hồng nhạt ha. Rồi một màu hồng đậm nữa. Hồng nhạt với hồng đậm nè. Rồi ha, hồng đậm nha mọi người nha. Em có hồng nhạt với hồng đậm. Ai lấy hồng nhạt chốt hồng nhạt, ai lấy hồng đậm chốt hồng đậm giùm em luôn. Xếp vàng em mặc còn ai lấy nữa không? Ai lấy nữa thì chốt giùm em. Đình Chí có lấy xếp đi mặc không nè. Đây nha Kim Thi nha, dễ thương lắm, đẹp lắm luôn á. 53kg độ xuống mặt ok hết ha mọi người, rất là đẹp. Ai lấy xếp vàng mặc nữa thì comment cho mình chị xếp vàng nha. Còn có mấy xếp thôi là hết rồi mấy chị ơi, đẹp lắm luôn. Rất là xinh luôn nha mọi người nha. Nè nè, em thử pyjama cho mấy giấy coi nè. Pyjama này tay ngắn quần dài nha, form này 55kg độ xuống mặt ok luôn ha. 75.000 một bộ, còn hai màu hồng nhạt với hồng đậm thôi, rất là đẹp luôn. Pyjama này phối màu á nha mấy chị nha. Chút đẹp lắm, chút rất là ok luôn. Nó có một màu vàng à em ơi, còn nó có một màu vàng thôi chứ không phải là nó còn một màu vàng không. Nó có một màu vàng thôi, cái set đó nguyên một lóc nó chỉ có một màu vàng như vậy thôi. Mùa nhật thợ em chốt chị rồi mà, mùa nhật thợ em chốt chị rồi. Set vàng như à, set vàng đó hả, set vàng nó 85 cái gì qua 85.000 nó qua liền ơi. 53kg độ xuống mặt ok nha. Còn cái bộ em mặc là 75.000 ha. Em còn hai màu ha, màu hồng nha, hồng em mặc là hồng nhạt, màu này là màu hồng đậm đây. 55kg độ xuống mặt ok, bộ em mặc hết nha mấy chị. Đó, thoải mái cực kỳ luôn ha mọi người. Rất là đẹp nha mọi người nha. Màu hồng nhạt chứ là màu hồng đậm, hai màu 75.000. Có ai lấy bộ em mặc không? 75.000 thôi nha. Chị qua Liên ơi, chị có lấy cái set vàng nãy không? Set vàng nãy vải đẹp lắm hết, 53kg độ xuống mà ok mà 85.000 thôi. 85.000 mà chất đẹp lắm nha. Chất rất là đẹp luôn. Rồi, ai lấy bộ em mặc nữa thì comment giúp em nha mọi người nha. Pyjama tay ngắn quần dài nè, pyjama phối nè, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, hồng nhạt với hồng đậm, ai lấy comment giúp em luôn. Hai màu thôi mọi ha, hồng nhạt với hồng đậm thôi mấy chị ha. Rồi ai lấy màu nào comment màu đó giùm em luôn ạ. Bộ này hả, bộ này cũng 55kg độ xuống thôi chị ơi, chị mà không vừa đâu. Phan Ngọc Nhung hàng bên em là 58kg là chị mà không vừa đâu chị. Pyjama em mặc ai lấy đi comment giúp em nha mọi người. Rồi em lên cái bộ lửng này nè, bộ lửng này là 55.000 nha mọi người nha. 55kg độ xuống mặt ok hết ha. Em có màu đô với lại màu đen. Xếp vàng ok qua liên nè. Nè, bộ em mặc là 55.000 nha. Đó, 55kg độ xuống mặt ok luôn. Em có hai màu, màu đô với màu đen thôi. Nè, qua ly màu vàng nè. Rồi, bộ em mặc ha mọi người ha. Bộ chị mặc còn màu khác không? Bộ nãy mà có hai màu á. Xếp vàng nó 58kg không vừa đâu chị Phan Ngọc Nhung ơi. 58kg là không có vừa đâu á nha.
Bộ em mặc á hả, có hai màu á chị Ngọc Như luôn. Bộ hồi nãy có hai màu ha, hồng đậm với hồng nhẹ thôi đây nè. Còn bộ em mặc thì cũng có hai màu nha, màu đuôi với lại màu đen ha. 55.000, 55 cái độ số màu ok hết nha mọi người. Mệt quá. Rồi đuôi với đen. Rồi Ngọc Như Lương màu đen nè, cho số điện thoại đi Ngọc Như Lương ơi. Ngọc Như Lương cho số điện thoại nha, rồi còn màu đô thôi nha mọi người. 55.000 một bộ thôi nha mấy chị ơi, 55.000 một bộ thôi. Ngọc Như Lương màu đen nè. Xếp lửng mấy Hương Lê ơi, xếp lửng nha, còn đô thôi nha, còn màu ngọc thôi, cái này là quần lửng nha mấy chị. Đây nha, nè, quần lửng nha mọi người, 55.000 một bộ thôi nha. Ngọc Như Lương cho số điện thoại nè, Ngọc Như Lương ơi, rồi còn màu đô thôi nha mọi người. Còn đô em mặc thôi, ai lấy màu đô chốt em màu đô đi nè, đẹp lắm. Cái này là caro, đô với đen á, nên là em kêu bằng màu đô nha. Rồi ai lấy đô không mấy chị yêu nha, ai lấy đô không mọi người, tay là tay cánh tiên không mọi người ha. Nhúng coi giãn cực kỳ nhiều luôn mấy chị, màu này mặc lên trắng da lắm nha mấy chị ơi, đừng có chê màu này nha mấy chị nha. Màu này mặc lên là siêu trắng da luôn á mọi người. Rồi 55.000 bộ này thôi, ai lấy thì comment giúp em nha mọi người nha, 55.000 một bộ. Có ai lấy không? Có ai lấy bộ mặc không ạ? Vải cà tê đúng rồi, vải cà tê ha, cái này vải cà tê ha. Cà tê rất là, nói chung là cái bộ này là mặc bán nhiều lắm luôn rồi, mấy cái set này nè bán nhiều lắm, bởi mấy set này là bán rất là nhiều luôn rồi, nên là mấy chị đừng có sợ là nó không đẹp ha mọi người ha, rất là đẹp, rất là dễ thương luôn á. Rồi ai lấy cái bộ này thì comment giùm em ha, chế mà lấy thì comment giúp em nha mấy chị ơi, màu đô nha mấy chị nha. Còn set bộ bộ còn đây nè, rồi em lên màu khác ha, lên một hai mẫu nó rồi nghỉ nha mấy chị ơi, mệt quá. Thầy trẻ màu đô nè. Em cứ cho chị một bộ set vàng đi. Ok, Phan Ngọc Nhung nha, một bộ set vàng nè. Phan Ngọc Nhung cho em số điện thoại, chị Phan Ngọc Nhung ơi. Có chưa? Phan Ngọc Nhung mà, nãy giờ chưa có đơn mà. Bộ em mặc 55.000 nha, Phan Ngọc Nhung màu vàng nè. Phan Ngọc Nhung màu vàng nè. Rồi, ai lấy bộ em mặc nữa không? 55.000 một bộ nha, còn đúng một bộ thôi nha mọi người. Em còn đúng một bộ thôi à, có 55.000, 55 cái độ cũng ok hết ha. Rồi, bộ này là 70. Khoan nha mọi người, đợi em chút nha. Bộ này 75.000 nha mấy chị ơi, 52 cái độ xuống thôi. Em có màu hồng với lại màu vàng, hai màu. 52 cái độ xuống là ok, hồng vàng. Chị gửi số điện thoại rồi đó, thấy chưa? Đâu thấy đâu chị ơi, cho em lại số điện thoại khác đi. Ơ cho ơi, comment lại em cái đi chị ơi. Comment lại em cái đi. Hồi nãy chắc chị cho em nhưng mà nó bị trôi hết trơn rồi, em không thấy được. Rồi nhá, bộ em mặc nha mọi người, 52 cái độ xuống ok nha mọi người, 75.000 ha. Cái này quần dài nha mấy chị. Vải đẹp lắm, từ áo tới quần luôn, chất vải cực kỳ đẹp ha mọi người ha. 75.000, chất cô tông nha mọi người. Bộ này nguyên một set vải đẹp lắm luôn nha mấy chị nha. Rồi em có màu hồng với màu vàng hai màu, 75.000. Vàng với hồng, ai lấy hồng chốt hồng, ai lấy vàng chốt vàng giùm em. Này có nút nè, cổ này cổ bo cực kỳ đẹp luôn ha mọi người. Rồi ai lấy comment giúp em nha. Đó, Phan Ngọc Nhung ơi cho em số điện thoại đi chị ơi. Phan Ngọc Nhung cho em số điện thoại nè. Nè vàng nè mọi người, đây vàng đây, trời ơi đẹp chưa. Đó xinh chưa, đẹp lắm nha mấy chị yêu nha. Rất là dễ thương luôn mọi người. Màu vàng với màu hồng hai màu. Bộ phi lụa đó hả, bộ đó không vừa đâu chị ơi, bộ đó em sợ chị không vừa đó, chị tới 58kg lận, 58kg không vừa, 58kg và không nổi đâu. Rồi ha, rồi em có màu vàng với lại màu hồng thôi. Rồi ai lấy bộ này nữa không mấy chị, không ai lấy nên em tắt like nha mọi người, nghỉ sớm đi nha mọi người. Không thấy cho em xin lại đi Phan Ngọc Nhung, cho em xin lại đi chị, cho em xin lại đi chị, comment lại cái số khác giùm em đi chị ơi, comment lại em đi. Rồi ha,
Rồi set này có chị nào lấy không à? Set này ai lấy không? Có chế nào lấy set đi mặc không? Set này vải đẹp lắm nha mà không ai lấy hả? Rất là dễ thương luôn á. Thậm như luôn ơi, mai vô coi giùm em đi chị ơi. Mai vô coi đi thì lại nghỉ hả? Nghỉ sớm đi, hay mệt quá. Rồi hai chị ơi. Ngọc cái gì? Phan Ngọc Nhung cho em lại số điện thoại nha chị ơi. Chị inbox giùm em nha chị nha. Nhắn tin vô tin nhắn giùm em nha chị ơi. Giờ em tắt like nha mọi người. Có thắc mắc gì cứ inbox cho em nha mấy chị nha. Một xe vàng 85k kìa anh. Số điện thoại kìa. Ok, chị Bi ha. Mai vô coi giùm em đi rồi mai em chốt cho. Rồi ha mọi người. Tắt like nha mấy chị yêu nha. Chúc mấy chị ngủ ngon.